Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Bây giờ phiên báo cáo thứ ba vào buổi chiều chúng ta sẽ bắt đầu trong giai đoạn tiếp theo chương trình. Chúng ta sẽ đến phần báo cáo thứ ba, đó là phần của ống tiêu hóa. Tôi xin được trân trọng kính giới thiệu đoàn chủ tịch gồm có giáo sư Trịnh Đình Hỷ, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thắng, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Trần Như Nguyên Phương, tiến sĩ Trần Phạm Chí sẽ điều hành phiên báo cáo thứ ba. Xin trân trọng kính mời quý thầy. Kính thưa quý thầy và quý vị anh chị, chiều nay phiên đầu tiên chúng ta sẽ được nghe báo cáo về cái đề tài cập nhật về điều trị GERD vào năm 2021 của Phó Giáo sư Tiến sĩ Quách Trọng Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời Phó Giáo sư. Kính chào các thầy ở trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp ngày hôm nay. Trong cái phần trình bày của mình á, thì chúng tôi sẽ trình bày về hai cái vấn đề chính. Xin hỏi thầy cô thấy cái slide chưa ạ? Thế rồi đó. Cái phần trình bày ngày hôm nay gồm có hai phần chính liên quan đến hai cái đồng thuận cập nhật năm 2021. Thứ nhất là xử trí ngược nhẹ đến trung bình, và thứ hai là ngược không đáp ứng với PPI. Vấn đề thứ nhất liên quan đến ngược nhẹ trung bình thì chúng ta có cái đồng thuận mới nhất của vùng Đông Nam Á, của 6 nước phát triển, trong đó có Việt Nam, và sẽ được xuất bản trong phần cuối năm nay. Và trong cái đồng thuận này thì cái định nghĩa ngược mức độ nhẹ, tức là những trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nhưng mà dễ dàng chấp nhận được, họ cảm nhận được nhưng mà họ chấp nhận được. Còn mức độ trung bình tức là bệnh nhân cảm thấy khó chịu đủ để gây ra những cái xáo trộn về cái hoạt động thường ngày, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chấp nhận được. Một cách vắn tắt thì cái khuyến cáo đặt ra rằng là với những trường hợp bệnh nhân như vậy thì đầu tiên sẽ là cái vấn đề thay đổi lối sống. Chúng ta sẽ bàn tới một số những cái điểm liên quan tới đặc điểm của Việt Nam, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ăn trễ vào buổi tối, uống rượu bia, hút thuốc lá, nằm ngủ thì nên ở cái tư thế nằm độ cao nếu như cái đầu giường cao nếu như bệnh nhân có triệu chứng về đêm. Và cái điều trị đầu tay giảm nhanh triệu chứng thì anginat, và nếu như trong những cái trường hợp triệu chứng vẫn dai dẳng thì chúng ta có thể phối hợp thêm với, chúng ta có thể sử dụng PPI hoặc thậm chí là kết hợp cả hai nếu mà trường hợp không đáp ứng. Và bởi vì chủ yếu là những cái thể nhẹ thôi, thành ra sau khi mà chúng ta giải quyết được triệu chứng thì sau đó chúng ta có thể xuống thang và chúng ta điều trị ngắt quãng, và phần lớn trường hợp thì chúng ta không cần điều trị duy trì lâu dài. Tính về cái đặc điểm của Việt Nam thì có một số điểm lưu ý là cái vấn đề liên quan các yếu tố khởi phát khi bệnh nhân đang điều trị, và đặc biệt chúng ta đang có cái hội thảo miền Trung nơi mà có nhiều cái món ăn ngon với nhiều cái gia vị chua và cay, thì cái phản hồi của các bệnh nhân của chúng ta khi mà đang điều trị thì có một số điểm lưu ý. Chúng ta thấy là thức ăn chua, dầu mỡ và cay là những cái thức ăn được kể là những cái yếu tố khởi phát quan trọng nhất. Bên cạnh đó thì cái cách ăn uống, những cái vấn đề liên quan đến lo âu, thiếu ngủ, mất ngủ, đặc biệt trong giai đoạn Covid như vậy thì nó cũng là những cái yếu tố góp phần làm khởi phát triệu chứng khi bệnh nhân vẫn đang điều trị. Về cái vấn đề cái thói quen nằm ngay sau ăn thì là một trong những cái đặc thù khá quan trọng của người Việt, đặc biệt là chỉ không phải chỉ buổi tối mà có khi buổi trưa nữa. Và chúng ta có một số những cái đối tượng rất đặc biệt thường gặp, đó là những cái trường hợp phụ nữ có thai. Thì một cái khảo sát mới đây của chúng tôi trên khoảng 400 trường hợp phụ nữ có thai thì khảo sát về cái tần suất triệu chứng trào ngược trong vòng một tuần trước khi bệnh nhân đến khám đó, thì chúng ta thấy là nếu bệnh nhân không có cái thói quen này đó, tức là không nằm ăn khoảng 2 tiếng thì chỉ có khoảng 4,3% trường hợp bệnh nhân có triệu chứng thôi, và chủ yếu là tần suất không thường gặp, tức là từ 1 tới 3 ngày trong vòng một tuần. Tuy nhiên nếu mà cái thói quen này có ở ban ngày, tức là ngủ trưa hay ngủ tối, thì chúng ta thấy tần suất nó tăng vọt lên tới 20%, trong đó có 7,5% trường hợp là rất thường xuyên, tức là từ 4 đến 7 trong vòng 7 ngày. À, nếu như có cả cái thói quen này ban ngày, ban đêm thì cái tần suất càng tăng lên dữ dội nữa. Không chỉ có như vậy thì các cái yếu tố liên quan đến mất ngủ vì triệu chứng trào ngược, khi chúng ta phân tích đa biến thì nó cũng có một cái điểm rất quan trọng, tức là cái thói quen ăn xong nằm ngủ ngay vào buổi tối, và cái phần này là một cái yếu tố quan trọng mà chúng ta có thể can thiệp và tư vấn cho bệnh nhân. Vậy thì cái vấn đề GINAT tại sao được đặt ra là một trong những cái khuyến cáo đầu tay, bởi vì nó có thể cải thiện nhanh triệu chứng, và so với các cái antacid với đối tượng là bệnh nhân có triệu chứng trào ngược thì chúng ta có một cái nghiên cứu gộp dựa trên 14 nghiên cứu gốc với hơn 2.000 bệnh nhân, và đã cho thấy rằng anginat thì cái hiệu quả cải thiện triệu chứng nó tốt hơn
rõ ràng có ý nghĩa thống kê, và đây là một trong những cái nghiên cứu bản lề là làm cho cái đưa ra các cái khuyến cáo cho khu vực cũng như là trên thế giới hiện nay. Và chúng ta cũng sẽ bàn đến cái cập nhật xử trí về gợt không đáp ứng với PPI. Và như chúng ta đã biết rằng chúng ta có cái đồng thuận của gợt kháng trị năm 2016 của vùng Đông Nam Á, của vùng châu Á Bình Dương. Khi đó chúng ta bàn là cái triệu chứng trào ngược là nếu chúng ta điều trị với PPI liều chuẩn trong vòng 8 tuần mà không đáp ứng thì xem như là gợt kháng trị. Đến năm 2021 thì chúng ta có một cái đồng thuận quan trọng của Hội Thần kinh Tiêu hóa Châu Âu phối hợp với Hội Thần kinh Tiêu hóa Hoa Kỳ. Và trong cái đồng thuận này đưa ra cái định nghĩa cái triệu chứng trào ngược kháng trị một cách chặt chẽ hơn nhiều. Điểm quan trọng thứ nhất như chúng ta thấy là cái thành tố như đã đề cập trong cái đồng thuận trước đó của châu Á, tức là không đáp ứng hoặc đáp ứng một phần với liều nền của PPI trong thời gian là 8 tuần. Tuy nhiên trong nghiên cứu này thì họ lấy là thời gian là PPI liều gấp đôi đó. Nhưng một cái điểm rất là quan trọng rằng là đây là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Điều kiện đủ phải là phải có bằng chứng khách quan của bệnh trào ngược trước đó, tức là có viêm trào ngược, có hẹp thực quản do loét, có barret mà phải là đoạn dài, hoặc là những cái bất thường về tiếp xúc acid trên pH monitoring trước đó. Còn những cái vấn đề trong cái đồng thuận trước đó thì chúng ta cẩn trọng tí xíu thì có thể xem đây là những cái dấu hiệu giống như trào ngược nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán là triệu chứng trào ngược. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có một cái đồng thuận về định nghĩa là gì, tức là gợt kháng trị, tức là những cái bằng chứng khách quan dựa trên nội soi, dựa trên cái thăm dò chức năng cho thấy là gợt. Vậy thì với cái tiêu chuẩn chặt như vậy thì cái đồng thuận mới này đưa ra những cái điểm như thế nào để chúng ta tiếp cận. Thứ nhất là chúng ta bàn về cái vấn đề lâm sàng. Đương nhiên rằng cái đồng thuận thứ 14 chúng ta thấy rằng nếu như những bệnh nhân đã có cái tiêu chuẩn để chẩn đoán gợt trước đó rồi, đã có cái bằng chứng khách quan rồi, nhưng mà vẫn còn triệu chứng khi chúng ta điều trị thì những cái trường hợp này được khuyến cáo là chúng ta nên thăm dò khi mà bệnh nhân đang sử dụng cái PPI để chúng ta xem thử là cái vấn đề thực sự nó có phải là cái triệu chứng trào ngược hay không, hay là những cái bất thường bệnh lý khác mà nó chồng lấp lên, tức là cùng xảy ra trên một bệnh nhân. Tuy nhiên thì cái đồng thuận số 15 để ý một cái chuyện quan trọng là nếu như trong trường hợp mà cái thăm dò trước đó đã biết là gợt và bệnh nhân có một cái thoát vị hoành lớn rồi, và bây giờ bệnh nhân vẫn còn cái triệu chứng ở trước khi mà đang sử dụng PPI thì gần như không cần thăm dò gì nữa vì đó gần như là gợt kháng trị. Vậy thì nội soi chúng ta lưu ý gì? Đồng thuận số 16 chúng ta lưu ý là khi bệnh nhân có triệu chứng mà chúng ta thăm dò nội soi trở lại mà thấy cái gợt từ độ B trở lên thì xem như là kháng trị. Chúng ta nhìn nhanh xuống đồng thuận số 19, tức là nói những cái trường hợp mà hẹp do trào ngược tái phát thì cái đây cho thấy là cái gợt kháng trị, tuy nhiên đây không phải là một triệu chứng phổ biến ở vùng châu Á. Vậy thì chúng ta cần sinh thiết hay không trong những cái trường hợp chúng ta nghi ngờ là viêm thực quản do tăng eosinophil? Thì cái đồng thuận số 17 cho thấy là chúng ta có thể không cần sinh thiết nếu chúng ta không có những cái triệu chứng của nút nghẹn rõ ràng trên lâm sàng và trên nội soi không thấy những cái dấu chỉ điểm của cái viêm thực quản do tăng eosinophil, chẳng hạn như cái vòng đồng tâm. Còn trong trường hợp barret thì cần sinh thiết hay không? Thì câu trả lời cũng là không, bởi vì dù là ở đoạn dịch nào đi nữa thì đây là những cái thay đổi mô bệnh học mang tính lâu dài và không phải là dấu chỉ điểm của gợt khó kiểm soát. Và một cái đồng thuận rất quan trọng số 18 chúng ta thấy là trong những trường hợp mà bệnh nhân khó điều trị đó thì chúng ta phải cẩn trọng coi kỹ lại cái hình thái học của cái vùng nối thực quản tâm vị trên nội soi và x-quang để xem thử nó có cái vấn đề bất thường gì hay không. Và chúng tôi có một cái ca minh họa cũng mới vừa được công bố cách đây khoảng 3 ngày. Đó là một cái trường hợp bệnh nhân có triệu chứng trào ngược điển hình trên một nhân nữ 28 tuổi và chúng ta thấy là bệnh nhân có cái nội soi lần trước có một cái tổn thương loét ở vùng tâm vị sinh thiết là viêm mạng và có một thoát vị hoành rõ ở đây. Tuy nhiên bệnh nhân cứ giảm cái liều PPI đang sử dụng liều 2 lần một ngày thì bệnh nhân hiệu quả, giảm xuống 1 lần một ngày là triệu chứng khó chịu trở lại và sau đó bắt buộc là phải tăng liều trở lại và bệnh nhân lại được làm nội soi khi sử dụng PPI 2 lần. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi nội soi kiểm tra thì loét lành hoàn toàn, nhưng mà khi hút hơi thì thấy có một cái tổn thương u dưới đêm ở đây. Siêu âm nội soi thì phát hiện một cái tổn thương ở lớp thứ tư. FNA thì ra là tổn thương phù hợp cơ trơn và khi làm cái phẫu thuật thì cái ca này là một cái u lớn 3x8 cm. Sau phẫu thuật thì bệnh nhân cải thiện triệu chứng rất là rõ rệt. Vậy thì chúng ta bàn đến một cái điểm nữa liên quan đến chẩn đoán gợt kháng trị, đó là cái vai trò của thăm dò chức năng như thế nào. Đây là một cái đồng thuận mình thấy thì khá phức tạp, tuy nhiên một số những cái điểm căn bản là cái 20 muốn nói đến là nếu bệnh nhân trước điều trị đã có cái tiêu chuẩn chẩn đoán khách quan của gợt rồi thì khi chúng ta thăm dò chức năng, chúng ta đo pH, chúng ta làm cái manometry thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái PPI để chúng ta xem thử là liệu là bệnh nhân có những cái bất thường khác kèm vào hay không, hay là do chúng ta sử dụng PPI như vậy mà vẫn chưa kiểm soát đủ được tình trạng acid, kiểm soát trào ngược acid.
Riêng đối với cái đồng thuận mà chúng ta thấy là nếu như mà trong đó là đồng thuận số 21, đồng thuận số 20 là cho những cái trường hợp mà nếu như trước đó mà chúng ta chưa có những cái bằng chứng khách quan thì chúng ta nên ngưng PPI trước khi chúng ta thăm dò để chúng ta biết liệu chắc chắn là bệnh nhân có cái triệu chứng trào ngược hay không. Bởi một cái điểm rất là quan trọng là châu Âu và Mỹ họ thấy rằng là cái sự trùng lắp nó rất là phổ biến ở trên cùng một bệnh nhân, có thể là bệnh nhân vừa có triệu chứng của bệnh trào ngược mà vừa lại có thêm những cái bất thường chức năng khác, chẳng hạn như là những cái vấn đề liên quan đến tăng nhiệt cảm axit hoặc là cái nóng chức năng. Và để điểm trở lại, chúng ta tổng kết thì chúng ta thấy là ở bệnh nhân có triệu chứng giống như kiểu trào ngược thì chúng ta sẽ xem xét coi thử có bằng chứng khách quan hay không, và nếu như trong trường hợp mà đã có bằng chứng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng các thăm dò tiếp theo. Nhưng mà khi bệnh nhân vẫn tiếp tục sử dụng PPI, trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ xem thử là có đúng là còn gợt hay không. Thì nếu không có bằng chứng gợt mà bệnh nhân vẫn còn có triệu chứng thì xem chừng là có thể có những cái phối hợp cho trồng lắp lên. Trồng lắp đó có thể là cái bất thường của bệnh lý ngoài thực quản, như tại thực quản mà không phải do gợt, mà cũng có thể là những cái trồng lắp với những cái bệnh lý khác ở ngoài thực quản, chẳng hạn như chứng ở trớ trên cơ hoành, chứng nhai lại hay nôn chức năng, vân vân. Và ở một cái nhánh bên kia, nếu như mà trước đó bệnh nhân chưa có bằng chứng là gợt một cách chắc chắn thì chúng ta nên thăm dò, nhưng mà lúc này chúng ta nên ngưng PPI để chúng ta thăm dò. Và tương tự như vậy, chúng ta cũng có những cái lược đồ tiếp theo giống như cái phần cánh phải mà chúng ta vừa được nghe trình bày. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã chẩn đoán là gợt kháng trị thì chúng ta điều trị như thế nào? Cái bản này không mới lắm, tuy nhiên chúng ta sẽ điểm qua những cái điểm quan trọng và được cho là mới trong cái đồng thuận này. Điểm thứ nhất vẫn là cái thay đổi về thói quen ăn uống. Và chúng ta thấy là nó cũng giống như đồng thuận Đông Nam Á, tuy nhiên có một cái điểm khá là lý thú là họ thấy là ngoài đầu cao thì cái tư thế nằm nghiêng trái, đầu cao và nghiêng trái thì nó sẽ tốt hơn cho bệnh nhân có triệu chứng về đêm. Về cái tối ưu hóa axit, chúng ta thấy cũng không khác gì lắm so với các nghiên cứu trước. Người ta vẫn tính tới cái chuyện là nhấn mạnh cái vấn đề sử dụng PPI cho đúng, có thể nâng lên gấp đôi hai lần một ngày hoặc là chia đôi liều, và chúng ta sử dụng các PPI khác mới hơn, mạnh hơn, và người ta bắt đầu thấy là có những cái dấu hiệu triển vọng của một cái nhóm thuốc ức chế kali, tức là ức chế axit nhanh hơn, mạnh hơn và kéo dài hơn, và hy vọng trong tương lai không xa thì chúng ta có cái nhóm này ở Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta có những cái điều trị bổ trợ, chẳng hạn như là sử dụng ăn tiết hai ngắn ngày thôi để chúng ta tránh cái hiện tượng trơ thuốc. Baclofen nếu bệnh nhân có triệu chứng ở trớ, tuy nhiên nhiều tác dụng phụ và nên cẩn trọng, nên xem xét. Và chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc tại chỗ, trong đó có phối hợp anginat giống như cái phần trước chúng ta thấy. Và trong những cái trường hợp mà không hiệu quả nữa thì lúc đó chúng ta mới xét đến những cái thăm dò xử trí xâm lấn, chẳng hạn như là phẫu thuật hoặc là can thiệp qua nội soi. Và đây là một trong những cái minh họa cho cái vấn đề phối hợp PPI với anginat ở những cái trường hợp mà bệnh nhân đáp ứng không hoàn toàn về triệu chứng với PPI liều chuẩn. Thì chúng ta thấy những cái nghiên cứu, đây là một cái nghiên cứu đăng trên APT, một tạp chí rất là uy tín. Những cái trường hợp sử dụng PPI liều một lần mà không đáp ứng được đầy đủ thì người ta chia thành hai nhóm, placebo hoặc là anginat. Ở cái hình bên trái thì chúng ta thấy là trước và sau điều trị thì cả cái nhóm placebo hoặc là anginat phối hợp PPI đều cho thấy là sự cải thiện các ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên nhìn sang cái hình bên phải thì chúng ta xét về cái mức độ giảm triệu chứng thì anginat cải thiện triệu chứng tốt hơn nhiều khi mà chúng ta phối hợp cùng với PPI. Vậy thì một cái điểm nữa là trong cái đồng thuận này người ta thấy là cái vai trò của prokinetic trong trường hợp mà chỉ có là gợt đơn thuần mà gợt đã kháng trị đó, thì cái giá trị nó không rõ ràng dựa trên những cái chứng cứ mới nhất. Tuy nhiên trên một cái thực tế thì chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân khi chúng ta chữa thì không phải chữa căn bệnh mà chúng ta chữa người bệnh. Và trên những cái dữ liệu chúng ta thấy là cái bệnh rất là phổ biến, chẳng hạn đây là một cái tổng kết trên khoảng 1947 trường hợp mà thấy tới hơn 500 trường hợp là gợt. Thì các cái triệu chứng than phiền chính trên cái hình bên phải chúng ta thấy là ngoài ở nóng ở trớ thì hai cái triệu chứng rất thường gặp là đầy hơi và đau thượng vị. Liệu đây có phải là cái triệu chứng không điển hình của gợt hay là của khó tiêu kèm theo? Thì chúng ta có một số những cái công trình nghiên cứu gần đây, chẳng hạn như là cái tỷ lệ khó tiêu chức năng trùng lắp trên bệnh nhân có đủ triệu chứng gợt, với đợt gợt được định nghĩa là ở nóng hoặc ở trớ trên hai lần và có triệu chứng có viêm thực quản trên nội soi và khó tiêu chức năng thì chẩn đoán theo room 4, thì chúng ta thấy cái màu đỏ đó là thấy tới 50%, gần 50%, phân nửa trường hợp gợt nó không phải là đơn thuần mà nó phối hợp với khó tiêu chức năng. Một cái công trình nghiên cứu khác thì lại xét trên cái quần thể bệnh nhân khó tiêu chức năng thôi, xem thử là cái phân nhóm khó tiêu chức năng nào thì dễ bị gợt hơn. Thì chúng ta thấy là phân nhóm nào cũng là rất phổ biến, chiếm từ 30 tới gần 50% trường hợp. Tuy nhiên cái thể là FPDS, tức là đầy bụng sau ăn, và cái thể mà phối hợp cả hai thì cái triệu chứng cái phối hợp với gợt có cái xu hướng là nhiều hơn các ý nghĩa thống kê. Và các cái công trình nghiên cứu trên thế giới thì có một số nghiên cứu, trong đó thì chúng tôi xin điểm ra một cái nghiên cứu trên New England Journal of Medicine
Và khi mà phân tích post hoc, tức là một cái nghiên cứu phân tích phụ sau đó đó, thì thấy là trên cái nhóm mà chúng ta có cái triệu chứng trùng lắp chiếm khoảng 37% như vậy á, thì cái prokinetics trong trường hợp là etoprim thì nó cải thiện được cả triệu chứng đầy bụng khó tiêu và cái triệu chứng ở nóng cho bệnh nhân. Và như vậy thì cho thấy rằng là mặc dù là không có cái vai trò trong gợt kháng trị, nhưng nó sẽ tốt trong lâm sàng với những cái tình huống thường gặp, đó là những cái triệu chứng trùng lắp cho bệnh nhân. Vậy thì liên quan đến cái những cái giải pháp mà thế nào, chúng ta thấy phía đồng thuận 38 họ nói đến cái vai trò của phẫu thuật chống trào ngược và cho thấy rằng cái hiệu quả đã được chứng minh về mặt lâu dài. Gần đây thì chúng ta có đồng thuận 39, 40 liên quan đến cái phẫu thuật tiếp, tức là chúng ta sử dụng RFA, tức là cái sóng cao tần đó, chúng ta đốt nhiệt để làm dày cơ vòng thực quản dưới. Hoặc chúng ta có số 40, tức là CETA, tức là một cái kỹ thuật gấp nếp niêm mạc qua nội soi. Tuy nhiên đây là những kỹ thuật mới, tiềm năng, nhưng mà cái nghiên cứu đánh giá kết quả lâu dài thì chúng ta cần phải có những cái nghiên cứu lâu dài về sau. Dù gì đi nữa thì chúng ta cũng sẽ quay lại cái vai trò và cái khuyến cáo của vùng Đông Nam Á. Và một điểm rất quan trọng rằng đồng thuận nhấn mạnh là phẫu thuật trào ngược có thể xem xét trong trường hợp mà bệnh nhân có gợt kháng trị. Tuy nhiên thì có điểm lưu ý là thứ nhất là chúng ta nên có đồng nghiệp phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, và thứ hai là chúng ta phải lưu ý là bệnh nhân phải có cái bằng chứng khách quan của gợt, và đặc biệt là theo cái tiêu chuẩn Dion năm 2018 mà chúng ta đã nghe trong những cái buổi thảo trước. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, kính thưa ban tổ chức, thì để kết luận bài trình bày của mình thì chúng tôi xin đưa ra một số luận điểm chính như sau. Thứ nhất là theo cái đồng thuận mới nhất thì gợt nhẹ trung bình thì anginat có thể là chọn lựa đầu tay bên cạnh PPI. Và đối với những trường hợp không kiểm soát đủ triệu chứng thì cái điều trị phối hợp đưa đến cái kết quả tốt hơn. Điều trị gợt kháng trị, chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta có tiêu chuẩn mới chặt hơn về cái gợt kháng trị và phân biệt với những trường hợp giống gợt. PPI vẫn là điều trị nền tảng, và phối hợp với anginat hoặc là anginat 2 nếu mà bệnh nhân có triệu chứng về đêm mà sử dụng ngắn ngày có thể là mang lại có lợi. Prokinetics thì cho đến hiện tại cho thấy không có vai trò trong gợt kháng trị. Tuy nhiên trên một cái thực tế lâm sàng là sự phối hợp rất là phổ biến trong lớp giữa gợt và các tiêu chức năng thì cái nhóm này là có lợi. Và phẫu thuật và nội soi can thiệp thì chỉ nên được xem xét khi có những bằng chứng trào ngược khách quan. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của thầy cô và các anh chị, các bạn đồng nghiệp. Vâng, rất cảm ơn báo cáo của phó giáo sư Quách Trọng Đức. Một cái cập nhật điều trị gợt, một vấn đề mà chúng ta thấy hiện tại đang điều trị và cũng có nhiều vấn đề cần phải cập nhật thêm. Để tiết kiệm thời gian thì chúng tôi đề nghị là chúng ta thảo luận vào cuối buổi, bởi vì có chiều nay có rất nhiều báo cáo. Tiếp theo thì xin mời tiến sĩ Lê Viết Nho trình bày cập nhật chẩn đoán điều trị hội chứng gợt kích thích. Kính chào đồng quý thầy cô, tham dự hội nghị tiêu hóa nội soi miền Trung mở rộng lần thứ 7. Được sự cho phép của ban tổ chức, tôi xin trình bày chuyên đề cập nhật chẩn đoán và điều trị hội chứng gợt kích thích. Phần trình bày gồm có 4 nội dung: các vấn đề cơ chế vệ sinh, chẩn đoán và cập nhật điều trị. Hội chứng gợt kích thích với tên viết tắt là IBF là một rối loạn chức năng ruột, hay ngày nay còn gọi là một rối loạn chức năng ruột mãn tính, bao gồm đau bụng và rối loạn đại tiện, nhưng không có một tổn thương thực thể nào tại ống tiêu hóa và các biến đổi sinh hoạt. Bình thường kể các rối loạn chức năng khác cũng như các rối loạn chức năng của cơ quan hệ tiết niệu sinh dục, có thể có kèm đau cơ, đau đầu và đau lưng. Bệnh khác thường gặp với tỷ lệ hiện nay trên thế giới dao động khoảng 10-20%. Việt Nam chưa có nhiều dữ liệu đáng tin cậy, nhưng vài nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ hiện mắc cũng khá cao, 7-2%. Nữ thường mắc bệnh nhiều hơn nam với tuổi trung bình là 30-50 tuổi. Bệnh để lại nhiều cái hậu quả kinh tế xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng lên chất lượng cuộc sống người bệnh. Rất nhiều bệnh nhân bị các rối loạn về tâm lý tâm thần. Nghiên cứu tại Mexico cho thấy 70% có lo âu, 46% trầm cảm, và nhiều bệnh nhân có cái ý tưởng tự sát. Cơ chế vệ sinh của hội chứng gợt kích thích hiện nay vẫn chưa rõ, nhưng nhiều tác giả đồng thuận rối loạn trung tâm của hội chứng gợt kích thích chính là cái rối loạn chức năng của trục não ruột. Nguồn căn bắt đầu của nó có thể là nhiễm khuẩn, từ đó có thể là gây ra những cái rối loạn vi sinh, rối loạn hấp thu axit mật, rối loạn về tính thấm, cũng giống như là tăng các cảm giác đau. Điều đó nó dẫn đến hệ thần kinh trung ương thay đổi những cái vùng kiểm soát cảm giác và yếu tố tâm lý, cũng giống như các khung đường điều khiển cảm giác đau.
từ đó nó làm thay đổi cái cảm giác nhu động cũng như sự bài tiết của ống tiêu hóa, à, dẫn tới các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích như đau bụng, tiêu chảy hoặc là đá bốn. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có những phương tiện chẩn đoán thường quy nào xác nhận được các rối loạn trục não ruột. Và làm thế nào để giải quyết triệt để các rối loạn này thì các dữ liệu nghiên cứu hiện nay vẫn chưa làm sao đâu. Vì vậy không có một tiêu chuẩn vàng nào trong chẩn đoán bệnh này. Và các tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng ruột kích thích vẫn dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng. Các tiêu chuẩn cổ điển như các tiêu chuẩn của Manning hoặc của Lewis thì khá là phức tạp và khó áp dụng nhất là trong nghiên cứu, vì không thể tạo ra một cái đối tượng đồng nhất. Vì vậy một cái nhóm các nhà nghiên cứu đã nhóm họp tại Rome năm 1994 để thống nhất đưa ra một cái tiêu chuẩn chẩn đoán của hội chứng ruột kích thích của RADO 1. Từ đó đến nay tiêu chuẩn này cũng đã được cập nhật 4 lần. Trong bài trình bày này tôi xin đề cập lại tiêu chuẩn RADO 4 năm 2016. Để chẩn đoán hội chứng ruột kích thích, bệnh nhân phải có đau bụng tái đi tái lại nhiều lần, xảy ra ít nhất một ngày trong tuần, kết hợp với hai trong ba cái đặc điểm sau liên quan tới đi cầu: thay đổi số lần đi cầu hoặc là thay đổi cái kiểu phân. Các triệu chứng này phải khởi phát lên 6 tháng trước khi chẩn đoán và đang xảy ra trong 3 tháng gần đây. Như vậy có ba cái đặc điểm khác biệt giữa tiêu chuẩn RADO 4 so với các tiêu chuẩn trước. Đó là tiêu chuẩn RADO 4 là trừ các triệu chứng khó chịu, vì đây là một triệu chứng rất khó nhận dạng và hiểu đồng nhất trong một vài ngôn ngữ. Thứ hai là triệu chứng đau bụng liên quan tới đi cầu. Các cái tiêu chuẩn trước thường đề cập là đau bụng thường giảm đi sau đi cầu. Tuy nhiên RADO 4 cho rằng đau bụng có thể giảm hoặc là tăng lên sau đi cầu. Một cái đặc điểm thứ ba đó bắt đầu từ RADO 3, đó là các tiêu chuẩn đau bụng và rối loạn đi cầu này phải kéo dài 6 tháng trước khi được chẩn đoán và hiện mắc trong 3 tháng gần đây. Như vậy đau bụng là một tiêu chuẩn bắt buộc để chẩn đoán hội chứng ruột kích thích. Không có đau bụng thì chúng ta loại trừ được hội chứng ruột kích thích. Đau bụng thường là từng cơn hoặc liên tục và cũng thường liên quan với đi cầu hoặc là trung tiện. Đau thường ở bụng dưới nhưng chúng ta cũng có thể gặp đau ở bất kỳ vị trí nào. Điều chúng ta lưu ý là đau hiếm khi đau về đêm. Nếu có đau về đêm thì đây là một dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý khác. Với hai cái triệu chứng đau bụng và rối loạn đại tiện thì có thể nói chúng ta có thể nhầm lẫn qua rất nhiều bệnh thực thể khác của ống tiêu hóa, như những cái viêm đường ruột hoặc là viêm đại tràng, vi thể hoặc là suy tủy nội tiết, và đặc biệt là bệnh đột viêm và cuối cùng là ung thư đại tràng. Vì vậy trên lâm sàng chúng ta cần phải làm thêm cái xét nghiệm và đặc biệt phải khai thác tìm các cái dấu hiệu báo động như là có máu trong phân hoặc là sụn cân ngoài ý muốn, ăn ngon, các triệu chứng về đêm, sốt, cổ trướng, đặc biệt là ở những bệnh nhân có tiền căn là ung thư đại gia đình, ung thư đại tràng, hoặc là ở những cái khu vực mà tỷ lệ ung thư đại tràng cao như Việt Nam chúng ta và bệnh nhân lớn tuổi. Như vậy trên thực tế lâm sàng trước một bệnh nhân có đau bụng và rối loạn đại tiện kéo dài, triệu chứng toàn thân nhiều nhưng mà tất cả vẫn là tốt, chúng ta khai thác không có dấu hiệu báo động, làm các xét nghiệm cơ bản thì không có rối loạn và đặc biệt là nội soi đại tràng bình thường thì chúng ta có thể chẩn đoán xác định hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên để điều trị thì chúng ta cần phải đánh giá thêm đặc điểm của bệnh nhân về các triệu chứng nổi trội như táo bón nhiều hay là tiêu chảy nhiều, đánh giá thêm về cái tâm thần cũng giống như sức khỏe chung của người bệnh, vì tất cả những vấn đề này sẽ liên quan tới cái kế hoạch điều trị. Cơ sở để mà phân nhóm tiêu chảy trội hay là táo bón trội, chúng ta dựa vào cái thang đo về hình dạng phân và cái thời gian bị táo bón hoặc là tiêu chảy kéo dài mức độ nào. Trong điều trị do chúng ta chưa biết rõ được cơ chế vệ sinh nên điều trị tập trung vào việc cải thiện các triệu chứng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh,
với nguyên tắc là cá nhân hóa tùy thuộc vào cái điều chứng nội trọng của bệnh nhân, tìm hiểu các yếu tố tăng nặng, vừa điều trị các triệu chứng vừa phải chú ý các cái phát hiện và điều chỉnh các rối loạn tâm lý tâm thần. Và hai nhóm phương tiện đó là nhóm không dùng thuốc và nhóm dùng thuốc. Điều trị không dùng thuốc tức là thầy thuốc phải thiết lập một mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân thật tốt, thông qua lắng nghe, thông qua thăm khám và tư vấn người bệnh. Thì trên cơ sở mối quan hệ tốt này thì thầy thuốc mới có thể giáo dục được cho bệnh nhân thực hiện các tâm lý liệu pháp, hướng dẫn bệnh nhân tập thể dục phù hợp. Trong tiết thực, thầy thuốc cần hướng dẫn bệnh nhân thực hiện một chế độ ăn, tránh các thức ăn sinh hơi nhiều, ví dụ như đậu hành, các chất kích thích như cà phê rượu. Một vài bệnh nhân cũng nên tránh lactoglutamine vì nhạy cảm. Đối với một vài bệnh nhân táo bón có thể thực hiện các cái chế độ ăn có nhiều và chất xơ. Trong dùng thuốc thì cần phải dựa vào cái triệu chứng nội trội của bệnh nhân, mức độ trầm cảm và các yếu tố kèm theo nhau lo trầm cảm. Đối với bệnh nhân hội chứng đột kích thích tiêu chảy trội, tôi xin trình bày ba cái nhóm thuốc gần đây, đó là các thuốc đối vận năm HTA, rifaximin và haloxadolin. Các thuốc đối vận năm HTA như alostrom và gần đây là lamotrigine tác dụng qua cơ chế làm giảm giải phóng serotonin, từ đó làm giảm tiết dịch ruột, giảm cái phần động tiêu hóa và giảm nhẹ các bạn. Do vậy mà giảm được các triệu chứng tiêu chảy và cải thiện được tình trạng đau bụng. Thuốc thứ hai đó là rifaximin là hóa kháng sinh không hấp thu được qua đường tiêu hóa, tác dụng làm thay đổi các thành phần hỗn chất của ruột, do đó mà cải thiện được các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích nói chung và triệu chứng đau bụng đến 75% nha. Tác dụng phụ chủ yếu là một nóng tăng mang dài. Cơ chế để mà chúng ta chỉ định rifaximin trong điều trị hội chứng ruột kích thích chính là khá nhiều bệnh nhân hội chứng ruột kích thích tiêu chảy có một biến đổi hệ sinh đường ruột, đặc biệt là có khoảng 50% bệnh nhân có các hội chứng tăng sinh vi khuẩn đường nôn. Người ta cũng quan sát có một vài bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích khởi phát sau một đợt viêm nhiễm ruột cấp, và cơ chế bệnh sinh của nhóm này có thể là do phản ứng viêm ở ruột hoặc tiếp diễn, hoặc là do sự tái hoạt của cái hệ miễn dịch ở ruột. Trên cơ sở này người ta tiến hành các nghiên cứu tạc sĩ 1, 2, 3. Nghiên cứu tạc sĩ 1 và 2 thì tập trung đến bệnh nhân hội chứng ruột kích thích không có táo bón. Lần đầu thì rifaximin cho thấy cải thiện được cái tổng trạng chung qua cái thang đo SCR-IBS và cũng cải thiện được cái triệu chứng đầy bụng ở bệnh nhân hội chứng ruột kích thích. Nghiên cứu này cũng cho thấy rifaximin khá là an toàn với tác dụng phụ là tương tự giữa rifaximin và giải dược. Chính vì vậy tháng 5 năm 2015 FDA đã chấp thuận cho chỉ định rifaximin ở bệnh nhân hội chứng đột kích thích tiêu chảy trội. Nghiên cứu tác sĩ 3 thì thực hiện cái điều trị rifaximin lặp lại ở những bệnh nhân điều trị rifaximin lần đầu thất bại hoặc là kém hiệu quả, thì cho thấy cái liều rifaximin lần 2 này tiếp tục cải thiện thêm tình trạng đau bụng tiêu chảy từ 2-9%. Vì vậy có thể điều trị bổ sung lần 2 và tác dụng phụ trong lần 2 cũng không đáng kể. Thuốc thứ ba đó là haloxadolin. Đây là một thuốc tác dụng theo cơ chế đồng vận các thủ thể mui, opioid và đối vận thủ thể đối vận thủ thể data opioid. Thuốc cũng có tác dụng đồng vận đối với thủ thể kappa, từ đó nó cải thiện được cái nhu động của ruột. Chính vì vậy nó giảm được cả triệu chứng đau bụng và nó điều trị được các triệu chứng tiêu chảy. Haloxadolin được nghiên cứu trên 2.427 bệnh nhân người lớn tiêu chảy, thì thấy ở liều 75mg và liều 100mg haloxadolin cho cái hiệu quả cao hơn so với giả dược. Tác dụng phụ của thuốc cũng không đáng kể. Tuy nhiên có một cái tác dụng phụ đáng lưu ý, đó là viêm tụy. Tuy nhiên cái tỷ lệ tác dụng phụ này thì cũng không cao, khoảng 0.3%. Đối với bệnh nhân hội chứng ruột kích thích táo bón trội, thì bên cạnh các cái cám để làm tăng chất xơ và các thuốc nhuận trường nhóm polyethylene glycol, thì hiện nay có hai cái nhóm thuốc tác dụng qua cái cơ chế nhu động và trợ tiết.
các thuốc trợ nhu động thì tác dụng chủ yếu lên các tế bào cơ trơn của ruột non và các tế bào niêm mạc ruột thông qua là tác dụng cơ chế đồng bằng và thụ thể NaH4 nó làm các tế bào niêm mạc ruột tăng tiết các chất ruột và các tế bào thần kinh tác động giải phóng acetylcholine và đó nó tăng các co thắt. Hiện nay người ta còn đang nghiên cứu một cái nhóm thuốc đồng bằng Motilin để tác trợ nhu động. Nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc trợ tiết sẽ tác dụng qua các cơ chế như là ức chế gen cò hoặc là ức chế hoặc là tác dụng đồng vật với guanin cyclase ức chế cái bộ phận trao đổi ion natri và hạt cặp trên mạng các bạn bè mặt ruột. Người ta cũng đang tiếp tục nghiên cứu qua nhiều cái thụ thể khác lên tế bào niêm mạc ruột để mà tăng tiết dịch ruột. Lubiprostol là thuốc tác dụng qua cái hóa cái clo, từ đó nó làm tăng cái clo trong dịch ruột và nó tăng cái lượng nước trong phân, cải thiện được triệu chứng táo bón. Nhóm thuốc thứ hai đó là nhóm thuốc đồng vật guanylate cyclase, linagliptin và gần đây là lercanatin. Tác dụng qua các cảo thủ ăn guanylate cyclase group đó nó hoạt hóa để chuyển RTP nội bào thành cái GMP1 và kích thích bài tiết dịch trùng, tăng tiết dịch trùng, tăng nhu động. Lúc này cũng làm cải thiện được cái giải cảm lạnh. Thuốc cuối cùng đó là tenapanol là một thuốc ức chế của bộ phận trao đổi ion natri và proton hạt cặp trên mạng tế bào niêm mạc ruột. Nó làm tăng cái natri trong lòng ruột và giảm táo bón. Thuốc này cũng đã được nghiên cứu trên 3.100 bệnh nhân trong các chương trình nghiên cứu T3MBO trong có hiệu quả bền vững trong giảm táo bón và đau bụng với một tỷ lệ dùng nạp khá là cao đến 98%, dùng phụ thì không đáng kể. Trong điều trị hội chứng được kích thích, điều quan trọng nhất để làm cải thiện được cái chất lượng cuộc sống là chúng ta phải kiểm soát được đau và cái tình trạng tái phát đau ở bệnh nhân. Cơ chế của đau ở bệnh nhân hội chứng được kích thích chính là có do sự co thắt ruột và cái tình trạng tăng nhạy cảm thẳng ở bệnh nhân. Chính vì vậy hai cái nhóm thuốc rất quan trọng đó là thuốc giảm co thắt và thứ hai là thuốc để làm giảm nhạy cảm thẳng, đó là các thuốc chống độc cảm. Đối với các thuốc nhóm co thắt thì ngoài các thuốc cổ điển tác động qua cái cơ chế kháng cholinergic muscarinic thì thường có vài các tác dụng phụ liên quan tới kháng muscarinic, ví dụ như là táo bón và khô miệng. Hiện nay thì có một thuốc tác động theo nhóm cơ chế thứ hai, đó là thuốc tác động trực tiếp lên tế bào cơ trơn của ống tiêu hóa như là beta-verin, và một nhóm thuốc khác là các thuốc trimethoprim của glucinol. Nhờ cái cơ chế tác dụng trực tiếp lên các tế bào cơ trơn nên các thuốc này ít tác dụng phụ và được tổ chức tiêu hóa thế giới WHO trong cái khuyến cáo trong cái hướng dẫn điều trị năm 2015 đã khuyến cáo sử dụng các thuốc chống co thắt hướng cơ trơn như là cái điều trị đầu tay. Còn các thuốc dụng trường kháng tiêu chảy hoặc là chống thâm cảm là những cái thuốc là những cái liệu pháp thứ hai trong điều trị hội chứng đột kích thích. Trong cái hướng dẫn của Rome 4 năm 2016 thì cũng khuyến khích sử dụng các thuốc kháng chống co thắt cơ trơn như là bepirovirine trong điều trị đau bụng. Còn các thuốc giảm đau khác như là paracetamol, các thuốc nonsteroid hoặc là các bộ giảm chất của opiat thì nên tránh vì các tác dụng phụ, đặc biệt là opiat do tác dụng nghề nghiệp. Metabarin tác động theo hai cái cơ chế đó là ngăn giảm natri vào đầu vào, từ đó nó giảm co thắt và nó cũng ngăn cái nguồn dự trữ canxi để ngăn cái sự giảm nhu động. Như vậy thì metabarin sẽ tác dụng theo một cái cơ chế tác dụng kép, nó làm giảm được co thắt nhưng mà nó cũng giảm được cơ mất trương lực của cơ trơn ống tiêu hóa. Nghiên cứu hiệu quả của metabarin trong hội chứng ruột kích thích, người ta thấy là metabarin cải thiện được các triệu chứng tiêu chảy
và ông uống sau 8 tuần điều trị ở 80% bệnh nhân. Nghiên cứu dài ngày hơn, đến 12 tháng thì cái hiệu quả của Metatrin vẫn còn 86% trên các triệu chứng đau bụng, đầy bụng, táo bón và tiêu chảy. Tác dụng phụ của Metatrin thì khá gần tương đương với lại giả dược, không giống như là cả các thuốc giảm co thắt khác. Trên một cái tổng phân tích dựa trên cái thang điểm đánh giá toàn bộ cái hiệu quả của Metatrin so với giả dược thì cũng ủng hộ cho việc chỉ định Metatrin trong điều trị hội chứng dục kích thích. Metatrin được ủng hộ như vậy là nhờ cái cơ chế tác dụng kép điều hòa được nhu động. Vì vậy nó tác dụng trộn lọc lên các cơ trang đường tiêu hóa và không gây ra các tác dụng phụ chịu phó giao cảm. Và nó không cần điều chỉnh liều đối với lại những cái đối tượng đặc biệt như người già, những suy giảm suy thận. Khi các thuốc giảm co thắt hiệu quả kém hoặc là không đáp ứng thì chúng ta có thể sử dụng thêm các thuốc chống trầm cảm. Điều đáng lưu ý là các tác dụng giảm đau của các thuốc chống trầm cảm nó hoạt động độc lập tác dụng này. Qua cái cơ chế hỗ trợ phân tích endorphin ngăn các sát tuần đó dẫn tới làm giảm các đường giảm truyền đau hóa các neuron kích đau serotonin. Có hai nhóm thuốc, đó là nhóm thuốc chống trầm cảm ba vòng và các thuốc ức chế stimulant serotonin có trọng lượng. Các thuốc này thường được dùng liều thấp tăng dần. Các thuốc kháng cholinergic chỉ có thể làm giảm cái nhu động ruột nên cũng có thể có lợi cho các bệnh nhân hội chứng dục kích thích và tiêu chảy trội. Liều lượng của các thuốc chống trầm cảm ba vòng như amitriptyline thường là liều thấp nên dùng liều thấp khoảng 10mg trước khi ngủ rất tăng dần. Hai thuốc. Tóm lại, hội chứng kích thích là một rối loạn tương tác đục nổ ruột khá phổ biến, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống người bệnh và tăng chi phí y tế. Cơ chế bệnh sinh chưa rõ nên chưa có một điều trị đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là phối hợp cả không dùng thuốc và dùng thuốc để cải thiện triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh. Điều trị cần tập trung vào các triệu chứng nổi trội gây khó chịu cho người bệnh. Đối với triệu chứng đau bụng, các thuốc chống co thắt được chứng minh là hiệu quả và an toàn. Sốt đau bụng và các triệu chứng kèm theo. Các thuốc chống trầm cảm và các thuốc giảm nhạy cảm tạ lại lựa chọn sau khi điều trị giảm co thắt kém hiệu quả. Tư vấn bệnh nhân để thiết lập mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân và điều trị cá nhân hóa hiểu vai trò quan trọng của bệnh nhân. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý thầy cô, quý đồng nghiệp mạnh khỏe vượt qua những khó khăn của mùa dịch. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu giáo sư Chung Kyu ở Hàn Quốc sẽ trình bày bài tối ưu hóa chẩn đoán và đại cực quả. Xin mời giáo sư. Thank you so much for your invitation. Thank you so much, Mr. Chairman. I'm very happy to see my friends in Vietnam, particularly my friends in Hue. And thank you so much for this chance. And today's topic is mainly about anatomy. So probably it's a little bit awkward because it's not truly about statistics, but I want to stress on anatomy first. And I have to confess, I'm not the true type of researcher. So this probably mostly from my experience. So today I'm more talk about CLE and just normal endoscope. And I'm gonna show a little bit about the Barrett's esophagus from west and east. So this is most complicated slides. I have a lot of anatomical terminologies. You don't need to remember all, but I hope some of you may understand CLE and PCA. So CLE and PCA, we need to start from PCA. PCA is a Pinchcock action. The Pinchcock action is something holding esophagus and stomach. So this one is the diaphragm holding that area. So Gerhwen holding that areas.
if the PCA is unwell, the stomach mucosa is going up, like Dr. Duke already mentioned about GERD, downward, and in this case, the columnar epithelium is going up to esophagus. It made columnar line the esophagus. This is main topic for today. This is always a very important slice or anatomy. Whenever our endoscopist perform endoscopy, if we find any abnormalities around the EG junction or G junction, we need to write down Hello, can't you hear? Whoops. Yes, we hear you. Okay, thank you. So whenever we perform endoscopy, we need to write down if the pathology either on the right wall or on the left wall or posterior wall or the anterior wall. Thank you so much, Professor Dirk. Professor Dirk mentioned that one of the treatment options for GERD patients, we do our best, ask patients, lie on your left, not right. This is the reason why most reflux done in right-sided. So short segment bare esophagus most commonly happens in the right side wall. So that kind of recording is very important in order to follow our GERD or Barrett's esophagus patients. So in fact, where is EG junction? So this purple color is the stomach. So stomach is quite anterior side, but to my surprise when I studied this, EG junction is quite posterior. So for example, if we rotate stomach either counterclockwise or clockwise, depends where you are looking at. So most part of upper stomach is higher than EG junction, in particular right side. So we believe probably 10 years, 20 years, 30 years, continuous reflux may make Barrett's esophagus. So Barrett's esophagus or even esophageal adenocarcinoma, probably from GERD. And thankfully or luckily, all the Asian countries, East Asian countries, we have very low incidence of Barrett's esophagus, except Japan. Why Japan is quite high in terms of incidence? Probably because they made their own definition. The Japanese Association or Society made Barrett's mucosa. This isn't the definition of Barrett's esophagus. On the other hand, West doctors, American Association made no Barrett mucosa, they have only Barrett esophagus. This is more easily understood because the older lesions is about 1 centimeter proximal or from the EG junction or G junction, and pathology must show up intestinal metaplasia, so disanjut. And the color is the salmon color, the three components together make the definition of Barrett esophagus. This is the Western style definition. Okay, back to Japan style, because we still need to learn something from Japanese society. So if we carefully look at the EG junction, there are four types. So type B is the hiatal hernia, and then columnar lined epithelium. This is two types of Barrett esophagus, but Japanese adopt that area, not yet Barrett's esophagus, but they call this Barrett mucosa. So like this, whenever the palisading vessels going down there and still apparent, it's a
able to see that kind of palisading vessels that Japanese doctors diagnosed ferret mucosa. I'm sure that's why Japanese population, 2%, up to 2% are in the category ferret esophagus, but not other Asian countries. But this is not only Japanese style. Let me check out other countries too. So before this, I'm gonna introduce the American style again, or Western style, or traditional style again. Think about there are only two components, esophagus and stomach. It's very delineated because pinch cock is holding that area very well. Whenever pinch cock is out of areas, the gastric mucosa is going up the esophagus and then made a CLE, columnar line esophagus. This is basic concept of Barrett esophagus. However, can we just simply diagnose this is CLE, or is there any CLE-like? In order to distinguish CLE from CLE-like, biopsy must be proven as the intestinal metaphagy. So again, the two component palisading vessels is from the esophagus, but gastric folds is up from the stomach. The two component is quite important. These are very interesting and important parameters or landmarks. So let me have the delineation again. Whenever we see the gastric fold is up, this is up, but whenever we from the esophagus is down, this is down. So between those, this is Barrett esophagus or CLE. However, they both have problems. If we adopt gastric fold as perimeter or landmark, we cannot see or very hardly seen gastric fold just in case the patient with hiatal hernia or cardiac atrophy. So in both cases, gastric fold is likely disappear. It's very difficult to see the gastric fold. On the other hand, if we follow Japanese doctors as we adopt palisading vessels sometimes or many times is very hard to visible. In particular, nowadays, we have a lot of geime. If the geime, the air is not good enough, oh my goodness, it's almost impossible to check out the palisading vessels. So still there's a problem, CLE-like or CLE. I know that every day in any Zhongdeum Nosoi in Vietnam, we can see hiatal hernia, many cases. So this is not CLE, looks CLE-like, but there's no columnar lined epithelium because hiatal hernia got those areas. This case, hiatal hernia, and then columnar lined epithelium, this is kind of true type Barrett esophagus. But unfortunately or interestingly, among East Asians, we have a few cases or increasing cases of only CLE without hiatal hernia. Is it true type Barrett esophagus? Let me unfold it. So back to the palisading vessel. Whenever we perform endoscopy, we see the palisading vessel, we may see, okay, this is Barrett esophagus. No. If we put her, it's going up. So this isn't palisading vessel. The overdiagnosed. What about this? This is, we cannot see palisading vessels. However, if we more inflate, if we burn her, we can see palisading vessel here. So this is Barrett or CLE. This is a little easy because the hiatal hernia plus palisading vessels. So for far view is a hiatal hernia, near view is a palisading zone. So this may be Barrett esophagus. Again, in order to diagnose Barrett esophagus, so most countries requires metaplastic columnar epithelium or specialized columnar epithelium. This only possible through biopsy in case of the
endoscopically 1 centimeter above the ED junction. Why this is important? Because this is the real evidence that intestinal type or stomach type or specialized epithelium already invaded the esophagus. So pathologists using alcyone blue, but we gastroenterologists can use methylene blue. And traditionally in the European countries, maybe our professor, he can give me some comment on this, but methylene blue in traditionally is quite important techniques in European countries. But before methylene blue, usually use acetic acid. So after using acetic acid, methylene blue chroma endoscopy after using a cap attached. However, still a lot of countries we don't, probably we haven't been unified or unificated in terms of definition of Barrett's esophagus. So for example, Americans are strictly asking intestinal metaplasia, and most European countries also following that areas. However, columnar lined epithelium, this doesn't require intestinal metaplasia. Japan is following 100%, but many parts in UK and Canada also following that areas. So simply say, UK and Japan say columnar lined epithelium is almost, or in Japan is the 100% equivalent to Barrett's esophagus. However, America and most part of European countries say, no, we must need a proof, which is intestinal metaplasia or specialized intestinal metaplasia in order to get proper diagnosis of Barrett's esophagus. So in order to get that kind of intestinal metaplasia, biopsy is required. America, they have Seattle protocol, because the after Seattle protocol, intestinal metaplasia is going up to Barrett's esophagus quite often. So that's why the endoscopist and pathologist work together for diagnosis. But for us endoscopists, number one, our number one responsibility is that whether or not it's a short segment or a long segment, because the most European countries in America, this long segment is quite related to esophageal adenocarcinoma. But Asians, it's quite interesting statistics coming up. However, short segment also related to cancer. So the length is important. And thankfully, I do thank to the Prague or Preg criteria. Prague or Preg criteria is about the length, whether this is a long segment or a short segment. So far, I only trust Prague criteria. So I hope all our doctors in Vietnam also practice Prague criteria in order to get the length of Barrett's esophagus. So this is our responsibility. For me, anytime I diagnose Barrett's esophagus, I sit down on the table and then follow all this for about 5 minutes, because this is important. Of course, I use imaging modalities, but today I'm not gonna say because of time issue. But that's all about histopathology, and CAP is quite needed. So back to the Seattle biopsy protocol, that is the most Western countries, including Australia and New Zealand, follow Seattle biopsy protocol. In Korea, we don't follow Seattle biopsy protocols because we don't say this is beneficial. I don't know much about the stanza of our Vietnamese colleagues, but this is for short segment, at least 8 biopsies, long segment, at least 12 biopsies. It's quite huge protocol. But biopsy on the distal esophagus is not easy because this always the tangential direction. Tangential direction means whenever we push out the endoscopy, sorry, biopsy tips, there's always a slipping. So juke is a very serious issue. That's why American College of Gastroenterology, they require tongue and suction. I love the techniques.
every day I follow turn and suction techniques. So turn and suction techniques, whenever I push out the synthet, I always make 90 degrees, which is a perpendicular degree. So two cups must locate in perpendicular degree. Other than that, it's always slip down to the cardia, which is horrible. So whenever I find that something abnormal mucosa on the distal esophagus, I use short knob, small knob, or long knob, or even torquing the skull. And whenever I must make the perpendicular, and then suction, and then biopsy. So like this. Yeah, MBI, methylene blue, again, is helpful, but there are a lot of poor inter-observer agreements. This is the responsibilities of pathologists. After we do a lot of biopsies, the pathologist must follow us and finish all kinds of things. Why Barrett's esophagus is a main issue for Westerners or Caucasians? Their fear is something similar as our fear on stomach cancer, because when we diagnose atrophic gastritis, we always concern about gastric cancer. For Western doctors, whenever they found Barrett's esophagus, they fear about esophageal adenocarcinoma, because the Barrett's esophagus and intestinal metaplasia is quite related to cancer. So like this, maybe from Barrett's mucosa after low grade, but since high grade, this is cancer. So we need to go further treatment. Yeah, there are some risk factors, and some Barrett's may go to early esophageal adenocarcinoma like this. Yes, east and west is quite different. Okay, this is Korean cases about Barrett's adenocarcinoma. Interestingly, it's not long segment. It's all, It's mostly about 80% is short segment. So we are struggling with the length, location, and color issues. Location issue, as I mentioned, and then Charles Dirk already mentioned, this is the right wall of the distal esophagus. So if the right wall has something problems, that's more cancer-like or Barrett esophagus likely. So we need to record like this. This is more Barrett adenocarcinoma happens, most case in Japan, happens in right wall. Color-wise, maybe reddish in normal endoscopy, and then MBI is brown color. Yeah, I'm not sure much about it, but I practice, and for me, it's the same result. So I'm gonna conclude my sharing. The road to detect Barrett dysplasia or pre-malignancy is very hard, but I do emphasize the time, because the longer inspection is number one prerequisite in order to diagnose Barrett's esophagus. In Korea, we require 1 centimeter Barrett mucosa requires 1 minute of examinations. In America, they say Barrett inspection time or PIT requires 7 minutes. So like the when we do colonoscopy, in order to find the colon adenoma well, we spend at least 6 to 7 minutes when we return. So it's something similar. The Barrett esophagus, we need the 7 minutes or at least 1 minute or 2 minutes to inspect that areas. And that we have to learn those kinds of stuff as well. Surveillance is usually after the biopsy. No, if the biopsy shows non-dysplasia, don't worry. In most of you, the guidelines say at least 3 years. We have our own guidelines because the old Koreans over 40 years old, they must do or they are required to do upper endoscopy every 2 years.
once other years. So if non-dysplasia, we don't have specific guidelines. There is one interesting category for Barrett esophagus. This is indeterminate for dysplasia. This is not Barrett, but looks Barrett like this. It's quite common. I'm sure many of our colleagues already experienced all your things. Biopsy usually don't say it's Barrett because this is indeterminate for dysplasia. In this case, PPI 3 months, it's gone. So this is not Barrett. Conclusion, practice made easier. So whenever we are going to finish our gastroscope, we may see that kind of hiatal hernia. If you see that kind of hiatal hernia, please imagine like this. For me, I never look at my endoscope. I always ask my nurse, what centimeter am I? And my nurse say, oh, now you are 40 centimeter. Thank you. What centimeter now? Because I checked that there's only height hernia. My nurse say, oh, this is 37 centimeter. And I just found the circumferential Barrett areas. What's the centimeter? It's a 34, and the top 33, and I write down like this. Yes, I learned this for practicing for many years. So it's not easy to get that kind of skill in one day. America has many programs about this. Again, probably you may forget everything, but please remember these slides. Whenever you do like this, you control air and try your best to find a palisading vessel. Other than that, please find gastric fold. And then think about those kind of lesions, especially right wall, is more cancerous areas. We may need more statistics and then some consensus with our pathologist. Thank you. Thank you very much, Dr. Chung Yung Kim, Chung Yung Kyu Sung, with this outstanding communication with beautiful endoscopic view and precise classification and practical conclusions. And some Vietnamese terms, the medical terms you use, it's it shows what is your love with Vietnam. I'm learning. Thank you very much. You are all my teachers, my Vietnamese teachers. Thank you. Thank you very much. Tiếp theo đây là xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Cánh Tường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sẽ trình bày bài Chẩn đoán và điều trị GERD ngoài thực quản. Xin mời Phó Giáo sư Trần Thị Cánh Tường. Dạ, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các thầy, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Hôm nay em xin phép được trình bày về chẩn đoán và điều trị GERD ngoài thực quản. Hầu hết những cái bệnh nhân mà trào ngược ngoài thực quản thì lại không có cái triệu chứng điển hình của GERD như là ở nóng, ở trớ. Và cái biểu hiện thường gặp nhất của ngoài thực quản là ở tai mũi họng và ở hô hấp. Hiện nay thì chúng ta còn thiếu những cái đồng thuận và những cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị. Do đó, những cái biểu hiện ngoài thực quản thực sự là một cái gánh nặng về y tế trong vấn đề chẩn đoán và điều trị hiện nay. Vì thế mà nội dung trình bày hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất là tổng quan về GERD ngoài thực quản và phần thứ hai là chúng ta sẽ vào chẩn đoán và điều trị một số hội chứng GERD ngoài thực quản thường gặp. Theo cái phân loại của Montreal đó, thì chúng ta đối với GERD có hai hội chứng là hội chứng thực quản và hội chứng ngoài thực quản. Thì đối với hội chứng ngoài thực quản thì cái hội chứng ngoài thực triệu chứng thực quản mà nó có mối liên quan rõ ràng đã được xác lập đối với cái GERD bao gồm hội chứng ho do trào ngược, hội chứng viêm thanh quản trào ngược mà hiện nay còn gọi là trào ngược thanh quản họng, hội chứng hen trào ngược và bào mòn răng. Người ta nhận thấy là 1/3 bệnh nhân GERD thì nó có cái biểu hiện ngoài thực quản. Và cái biểu hiện thường gặp trong cái nghiên cứu này, họ xếp cái đau ngực là cái biểu hiện ngoài thực quản. Thì đau ngực, ho mãn
rối loạn thực quản hay là trào ngược thanh quản họng và hen là những rối loạn thực quản và biểu hiện ngoài thực quản thường gặp nhất liên quan đến GERD. Về cơ chế sinh bệnh thì các biểu hiện của ngoài thực quản được biểu hiện bởi cái hai cái giả thuyết. Thuyết thứ nhất là thuyết trào ngược là do cái chất ở trong cái dạ dày của chúng ta thường là axit nó tiếp xúc trực tiếp với phế quản, thanh quản và họng mà gây ra các triệu chứng. Và ngoài ra còn có một cái thuyết là thuyết phản xạ, tức là những cái chất trào từ dạ dày lên ở phần xa của thực quản nó sẽ kích thích cái dây thần kinh phế vị và từ đó gây ra các triệu chứng. Thì trước đây thì cái nguồn gốc phôi thai học của thực quản và cây phế quản thì chung một nguồn gốc. Về đặc điểm lâm sàng chung của các biểu hiện ngoài thực quản là thường không có những cái triệu chứng GERD điển hình. Một nghiên cứu cho thấy là 20-60% GERD ngoài thực quản thì không có cái triệu chứng ở nóng. Đây là một cái vấn đề rất là khó cho chúng ta trong vấn đề chẩn đoán. Cái đặc điểm thứ hai là các triệu chứng có thể nặng hơn khi thay đổi tư thế và sau ăn. Thì cái này nó giống với các biểu hiện của GERD tại thực quản. Và cái đáp ứng điều trị nó ít hiệu quả đối với những cái phương pháp điều trị biểu hiện ngoài thực quản. Ví dụ như tôi ba điều trị hen thì khó kiểm soát hen, hay điều trị cái viêm thanh quản cũng khó kiểm soát. Và nếu chúng ta nghĩ là trào ngược này, các biểu hiện này liên quan đến trào ngược, chúng ta sử dụng PPI liều chuẩn như đối với điều trị của GERD thông thường thì nó cũng ít có hiệu quả. Và theo cái Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018 thì những cái test chẩn đoán thường sử dụng đối với trào ngược ngoài thực quản bao gồm nội soi thanh quản, nội soi thực quản dạ dày tá tràng, theo dõi pH thực quản hoặc là kết hợp với cái kháng trở và những cái test mới hơn như pepsin trong nước bọt. Cái vai trò của nội soi thực quản thanh quản trong cái trào ngược thanh quản họng thì họ thấy là không có đặc hiệu và không có nhạy. Lý do là đến 70% người bình thường vẫn có thể có những cái biểu hiện nội soi thanh quản có những cái biểu hiện giống như là trào ngược thanh quản họng. Đối với nội soi thực quản dạ dày tá tràng thì không được khuyến cáo áp dụng cho tất cả các bệnh nhân có biểu hiện ngoài thực quản mà chỉ chỉ định trong một số tình huống. Ví dụ như có dấu hiệu báo động, bệnh nhân không đáp ứng với thuốc ức chế bơm proton, bệnh nhân khó nuốt hoặc là có nghi ngờ những nguyên nhân khác, có triệu chứng kéo dài và có biến chứng GERD. Thứ hai nữa là cho dù chúng ta có nội soi đi chăng nữa và có những cái bằng chứng của GERD, ví dụ như viêm thực quản hay là Barrett, thì vẫn không chứng minh được cái mối liên hệ giữa trào ngược và triệu chứng ngoài thực quản. Vì thế mà bất thường trên nội soi có giá trị dự đoán kém là GERD là nguyên nhân của các triệu chứng ngoài thực quản. Đối với theo dõi pH 24 giờ ở thực quản thì được chỉ định trong những cái trường hợp không đáp ứng với test PPI hay còn gọi là trial PPI và GERD không được chẩn đoán chắc chắn và trước khi những cái phẫu thuật bao đáy vị fundoplication. Và mặc dù là người ta nhận thấy rằng là cái pH monitoring này á là nó có độ nhạy, độ đặc hiệu, nó cũng thay đổi tùy theo các tình huống. Tuy nhiên đây là phương pháp duy nhất có khả năng đánh giá được mối liên quan giữa trào ngược và triệu chứng trào ngược, do đó nó có hữu ích trong vấn đề chẩn đoán những cái biểu hiện GERD ngoài thực quản. Về các kỹ thuật của pH monitoring thì chúng ta có những kỹ thuật đo pH 24 giờ bằng catheter hoặc là dùng đầu dò, hai đầu dò hay là đầu dò kép, một cái là ở thanh quản, ở thực quản và một cái ở hạ họng hoặc là ở họng. Hoặc phương pháp thứ hai là kết hợp thêm cái đo trở kháng. Kết hợp đo trở kháng có thể dùng một đầu dò hoặc hai đầu dò. Và thứ ba là chúng ta làm cái test off hoặc on therapy, tức là off hoặc on PPI. Off cho những trường hợp cần chẩn đoán xác định chắc chắn GERD và on cho những trường hợp đã được chẩn đoán trước đó là GERD rồi. Chúng ta đánh giá thêm cái mối liên quan giữa những cái biểu hiện khác không đáp ứng với PPI với cái trào ngược. Và cũng theo cái của Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ thì người ta có những cái khuyến cáo thêm. Ví dụ như là những cái phương tiện nội soi thực quản dạ dày thì áp dụng cho những trường hợp có triệu chứng báo động. Theo dõi pH thực quản 24 giờ thì được khuyến cáo cho hầu hết các biểu hiện GERD ngoài thực quản như là ho, như hen, như viêm thanh quản, các tổn thương ở khoang miệng, đau ngực không do tim hoặc là viêm phổi huyết. pH monitoring trở kháng thì được khuyến cáo cho hen và viêm thanh quản. Nội soi thanh quản thì khuyến cáo cho những trường hợp viêm thanh quản và soi phế quản trong trường hợp ho mãn. Bên cạnh đó, với PPI trial cũng được khuyến cáo cho hầu hết các biểu hiện GERD ngoài thực quản bao gồm ho mãn, hen, viêm thanh quản, viêm phổi trào do viêm phổi huyết hoặc tổn thương vùng miệng. Cái giá trị của PPI test như thế nào thì người ta nhận thấy rằng là cái PPI test này nó giúp chẩn đoán trong những trường hợp đáp ứng với PPI. Tuy nhiên cái độ nhạy của nó chỉ khoảng 78% và độ đặc hiệu là 54% trong chẩn đoán GERD ngoài thực quản theo một cái meta-analysis năm 2004.
Và cũng theo ACG năm 2018 thì người ta có chỉ cho chúng ta các bước tiếp cận những cái biểu hiện triệu chứng gợt ngoài thực quản. Chúng ta nghi ngờ những cái triệu chứng gợt ngoài thực quản. Và chúng ta, những bệnh nhân này chúng ta phân là hai nhóm. Bệnh nhân này có triệu chứng gợt điển hình hay không? Nếu bệnh nhân này có triệu chứng gợt điển hình kèm theo thì chúng ta điều trị PPI với liều của nó là liều chuẩn 2 lần một ngày trong 6 đến 8 tuần. Còn nếu bệnh nhân không có triệu chứng gợt điển hình kèm theo thì chúng ta cho đi khám về tai mũi họng, về vấn đề dị ứng, về phổi vân vân, đánh giá xem nó có cái mối, có cái bệnh lý gì riêng biệt của những cái cơ quan này hay không. Nếu mà vẫn không có thì chúng ta vẫn có thể điều trị thử bằng PPI 2 lần một ngày 6 đến 8 tuần. Sau đó chúng ta đánh giá lại, nếu mà triệu chứng biểu hiện ngoài thực quản cải thiện thì chúng ta điều chỉnh đến liều thấp nhất, mức chế tăng thấp nhất. Nếu triệu chứng gợt ngoài thực quản vẫn còn tồn tại, chúng ta chia làm hai nhóm. Nếu cái nhóm này chúng ta nghi ngờ rất là cao là gợt, tức là những bệnh nhân này trước đó đã có những cái biểu hiện chắc chắn là gợt trên nội soi, hoặc là pH monitoring, hoặc là bệnh nhân này có BMI trên 25, hoặc là những cái bệnh nhân này có triệu chứng điển hình của gợt nhưng nó đã đáp ứng với PPI, thì những bệnh nhân này có thể là đồng thời có những cái bệnh lý về hen, về phổi, về tai mũi họng đi kèm, thì người ta khuyến cáo mình làm cái theo dõi pH kết hợp với đo trở kháng on therapy. Còn những trường hợp mà chúng ta ít nghi ngờ gợt, những cái bệnh nhân PPI dưới bằng 25, những bệnh nhân mà chúng ta điều trị PPI mà các triệu chứng, nếu có triệu chứng gợt điển hình vẫn không đáp ứng thì chúng ta làm theo cái test theo dõi PPI off và chúng ta xem xét những chẩn đoán khác. Về vấn đề điều trị thì cũng theo ACG 2018 thì điều trị gợt và các biểu hiện ngoài gợt thì nó cũng có những phương pháp tương tự nhau, và quan trọng nhất vẫn là những cái thay đổi về lối sống, ví dụ như giảm cân, nâng cao đầu giường, tránh những cái thức ăn kích thích, tránh những cái thuốc mà thúc đẩy trào ngược, và chúng ta chia những bữa ăn nhỏ và tránh ăn gần trước khi đi ngủ, tức là từ khi đi ngủ ăn đến khi đi ngủ ít nhất phải trên 3 tiếng và nằm nghiêng bên trái. Về thuốc thì cũng vậy, bao gồm những cái nhóm thuốc, và trong những cái trường hợp mà không có đáp ứng với điều trị nội khoa thì chúng ta mới đề cập đến vấn đề về thủ thuật và phẫu thuật. Thì trong các nhóm thuốc điều trị nội khoa thì cái PPI vẫn là cái nhóm thuốc nền tảng trong điều trị gợt ngoài thực quản. Trong cái PPI thì chúng ta có hai thế hệ thứ nhất là omeprazole, lansoprazole và pantoprazole, thế hệ thứ hai là esomeprazole và rabeprazole, và đây là một cái nghiên cứu meta analysis gồm 57 nghiên cứu đánh giá cái hiệu lực kháng tiết tương đối so sánh với omeprazole. Thì chúng ta thấy cái thế hệ thứ hai thì cái hiệu lực này nó mạnh hơn, với cái isome là 1.6 lần và rabeprazole là 1.8 so với omeprazole. Và cái hiệu quả điều trị cũng tùy thuộc vào cái thời gian kiểm soát pH trên 4 của các PPI. Thì một nghiên cứu cho thấy rằng là rabeprazole so sánh với omeprazole thì cái khả năng kiểm soát pH trên 4 nó cao hơn, và đặc biệt ở ngày thứ 8 thì cái rabeprazole có khả năng kiểm soát lên đến pH trên 4 đến 15 giờ. Và về vấn đề liều lượng thì đây là một cái nghiên cứu thử nghiệm mở ngẫu nhiên, thì cho thấy rằng khi sử dụng liều rabeprazole 2 lần một ngày liều chuẩn thì nó có cái hiệu quả cải thiện triệu chứng điển hình và triệu chứng không điển hình cao hơn so với sử dụng một lần một ngày, từ 82.4% so với 63%. Do đó họ kết luận rằng rabeprazole liều cao thì giảm được triệu chứng gợt điển hình và triệu chứng không điển hình như ho và cảm giác vướng họng hoặc clobus cao hơn ở liều chuẩn. Chúng ta qua nhóm thuốc thứ hai là prokinetic. Thì prokinetic hiện nay vào cái meta analysis năm 2020 thì cho thấy nó có cải thiện các triệu chứng của gợt kháng trị khi phối hợp với ức chế bơm proton. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp gợt ngoài thực quản, đặc biệt là trào ngược thanh quản họng, thì người ta thấy rằng là vẫn có những cái nghiên cứu cho thấy có hiệu quả, nhưng những cái chứng cứ về ACT hiện tại thì vẫn chưa đủ để khuyến cáo về vấn đề sử dụng prokinetic thường quy. Về arginate thì arginate đối với cái LPA, tức là trào ngược thanh quản họng, thì người ta thấy cải thiện triệu chứng ở các thời điểm theo dõi và cải thiện cả luôn cả dấu hiệu thanh quản sau 6 tháng. Tuy nhiên vai trò của arginate trong hen phế quản vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Và cuối cùng là baclofen. Thì baclofen người ta thấy nghiên cứu, có hai cái nghiên cứu về vấn đề cải thiện triệu chứng ho mãn thì đều cho thấy có kết quả. Tuy nhiên về nghiên cứu mà ACT để đánh giá hiệu quả baclofen đối với gợt ngoài thực quản thì vẫn chưa có, do đó cái vai trò của nó vẫn chưa rõ ràng. Chúng ta qua phần thứ hai là chẩn đoán và điều trị một số hội chứng gợt ngoài thực quản thường gặp, bao gồm trào ngược thanh quản họng, ho mãn và hen. Thì đối với trào ngược thanh quản họng thì người ta có một cái chỉ số triệu chứng trào ngược, người ta tính cái điểm dựa vào các triệu chứng và cái mức độ của các triệu chứng, từ đó họ dựa vào các số điểm để người ta chẩn đoán. Ví dụ như triệu chứng khàn tiếng,
hoặc có vấn đề về giọng nói, tăng hắng, hoặc là những cái vấn đề chạy mũi sau vân vân. Thì khi cộng điểm lại, nếu mà điểm từ 10 điểm trở xuống thì coi như là bình thường. Nếu từ 13 điểm trở lên thì gợi ý rất là nhiều đối với trào ngược thanh quản họng. Bên cạnh đó thì mình còn có một cái thang điểm biểu hiện về trào ngược qua cái kết quả nội soi thanh quản AFS, thì nó dựa vào ví dụ như phù nề, hạ thanh môn, giai lớp thanh thiệp, hoặc là xung huyết, hoặc là phù nề dây thanh âm vân vân. Và người ta cũng cho điểm, thì nếu mà trên 7 điểm thì 90% có thể là biểu hiện của trào ngược thanh quản họng. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng không hoàn toàn chính xác lắm, thì có thể có biểu hiện ở những người bình thường. Và chúng ta nên nội soi bằng ống soi mềm hơn là ống soi cứng để đánh giá mối tương quan giữa hai cái thang điểm này với pH monitory. Thì người ta thấy là cái mối tương quan nó không có cao, và người ta nhận thấy rằng là cái RFS, tức là biểu hiện trên nội soi thanh quản, nó tương quan kém hơn so với cái chỉ số về triệu chứng trào ngược. Và trong các nghiên cứu để đánh giá cái đáp ứng điều trị đối với LPA thì người ta thấy rằng cái RSI, tức là biểu hiện về triệu chứng, nó đáp ứng và nó có giá trị tin cậy hơn so với cái thang điểm liên quan đến vấn đề nội soi thanh quản. Và vấn đề điều trị của LPA là một cái nghiên cứu meta-analysis gồm 14 RCT vào năm 2016 cho thấy rằng PPI cải thiện đáng kể các triệu chứng trào ngược so với placebo. Và tương tự như vậy, năm 2018 tiếp có thêm một cái meta-analysis nữa với 10 RCT thì cho thấy PPA vượt trội hơn so với placebo. Và ở đây họ thấy cái tầm quan trọng rất lớn đối với vấn đề thay đổi lối sống khi chúng ta phối hợp vào quá trình điều trị. Về cái thời gian điều trị thì một cái thử nghiệm lâm sàng chứng cho thấy rằng với 12 tuần điều trị rabeprazole liều 2 lần một ngày thì cải thiện đáng kể triệu chứng trào ngược so với giả dược ở bệnh nhân trào ngược thanh quản họng. Tuy nhiên sau khi họ ngưng thuốc khoảng 6 tuần lễ PPI thì họ thấy xuất hiện trở lại các triệu chứng của LPA. Do đó họ đặt ra vấn đề có thật cần thiết trong vấn đề kéo dài thời gian điều trị nữa hay không. Và đây là một cái lưu đồ vào năm 2019 cho chúng ta thấy khi tiếp cận một bệnh nhân có triệu chứng trào ngược thanh quản họng mà chúng ta có điều kiện để đo đầu dò kép và đo trở kháng. Thì khi có triệu chứng trào ngược thanh quản họng, sau khi loại trừ những cái nguyên nhân khác, thì khi chúng ta đo đầu dò kép và đo trở kháng, một đầu dò ở đoạn dưới thực quản và một đầu dò ở hạ họng, thì nếu có một cơn trào ngược xuất hiện lớn hơn hoặc bằng một cơn trào ngược xuất hiện ở cái vùng hạ họng á, thì người ta chẩn đoán đó là LPA. Và vừa vào trở kháng, người ta sẽ phân biệt được đây là trào ngược acid hay là trào ngược hỗn hợp hay là trào ngược không acid. Nếu số cơn trào ngược acid, tức là pH trên pH mà dưới 4 á, mà nó được gấp 2 lần số cơn không acid thì gọi là trào ngược acid. Nếu từ 0,5 đến 2 là gọi là hỗn hợp và dưới 0,5 là không acid. Thì đối với trào ngược acid và hỗn hợp thì người ta sử dụng 3 tháng điều trị bằng diet, tức là điều trị bằng thay đổi lối sống kết hợp với PPI và arginate. Còn đối với những trường hợp mà không có acid thì người ta thấy rằng là cái PPI này hiệu quả nó không có cao và hầu như là nó không có hiệu quả. Người ta có thấy cái vai trò của mangarat, tức là aluminat, hiroshimanye cũng là một loại antacid cộng trừ với arginate. Và họ đánh giá lại nếu mà triệu chứng không cải thiện gì hết mà thậm chí xấu hơn thì người ta thực hiện thêm một phương tiện khác là đo trở kháng mà on PPI, hoặc là người ta làm luôn cả manometry thực quản mà độ phân giải cao, hoặc là nếu mà chưa soi thực quản nhà dài tá tràng thì họ soi. Và họ xác định nếu mà là LPA thì mình làm chặt chẽ hơn cái chế độ thay đổi lối sống, có thể thêm baclofen, antihistamine hoặc đề cập đến vấn đề phẫu thuật. Còn nếu không chắc là LPA thì chúng ta xem xét vấn đề chẩn đoán khác. Còn đối với những trường hợp mà cải thiện triệu chứng mà dưới trên 20% thì chúng ta tiếp tục điều chỉnh thuốc. Còn nếu mà cải thiện dưới 20% thì chúng ta có thể là tiếp tục hoặc chúng ta phối hợp thêm các phương pháp điều trị khác và chúng ta đánh giá lại. Chúng ta qua cái thứ hai là ho mãn. Ho mãn là cái ho kéo dài trên 8 tuần. Người ta nhận thấy ở những bệnh nhân không có hút thuốc lá, có X quang phổi hoàn toàn bình thường, không dùng thuốc ức chế men chuyển, thì 80% ho mãn là do hen, hội chứng chạy mũi sau và gợt, mặc dù có thể nhiều nguyên nhân tồn tại trên một bệnh nhân. Và những cái không có triệu chứng gợt điển hình đối với ho mãn lên đến 75%, do đó nó rất là khó chẩn đoán. Đặc điểm của nó là ho khan và thường nặng hơn khi thay đổi tư thế, khi ăn và khi nói, và đôi khi nó là cái biểu hiện duy nhất của gợt. Ngoài ra ho mãn cũng có thể là triệu chứng của cái LPA kích thích thanh quản, do đó chúng ta phải nội soi thanh quản để loại trừ cái ho mãn này là do LPA và luôn luôn phải loại trừ các bệnh lý hô hấp khác. Về vấn đề chẩn đoán của ho mãn là pH monitoring là kỹ thuật xâm lấn và không phổ biến, do đó người ta chẩn đoán dựa vào lâm sàng và dựa vào test PPI.
79% ho do gợt thì nó sẽ cải thiện triệu chứng với PPI và giúp chúng ta xác định chẩn đoán. Đối với triệu chứng của đường tiêu hóa, ví dụ như gợt của thực quản thì thường thường đáp ứng sau 4 đến 8 tuần và thời gian chúng ta điều trị có thể là 8 tuần và đến 12 tuần. Tuy nhiên đối với ho mãn và biểu hiện ngoài thực quản thì có thể mất đến 3 tháng và liều của nó phải liều chuẩn 2 lần một ngày. Trong những tình huống mà kháng PPI, chúng ta có thể bổ sung thêm thuốc chặn ức chế thụ thể H2 và hoặc baclofen. Cuối cùng là vấn đề hen. Hen và gợt là một cái vòng xoắn bệnh lý. Gợt có thể gây ra hen thông qua hai cơ chế như chúng ta đã biết. Ngoài ra hen cũng có thể đưa đến gợt do trong những cái tình huống hen nó dẫn đến tăng áp lực trong áp lực âm ở trong lồng ngực và những cái thuốc điều trị hen ví dụ như theophylline. Có những cái đặc điểm mà gợi ý hen liên quan đến gợt, ví dụ như hen nó khởi phát ở người lớn. Những cái triệu chứng hen như ho, khó thở, khò khè nó liên quan với những đợt trào ngược, hoặc là những cái triệu chứng trào ngược và hen đôi khi xuất hiện cùng lúc. Và khi bệnh nhân sử dụng thuốc hít trong điều trị gợt đó, thì nó làm trong điều trị hen thì làm giảm triệu chứng gợt hoặc là ngược lại. Cơn hen hay xảy ra về đêm khi nằm và xuất hiện sau bữa ăn no hay tập thể thao. Điều trị hen kém hiệu quả và nó có những cái triệu chứng của trào ngược. Lưu ý là hai cái triệu chứng là ho và khàn tiếng. Về chẩn đoán, đối với hen họ khuyến cáo là thường dựa vào lâm sàng và test PPI. Cái độ nhạy của pH monitoring trong chẩn đoán tiếp xúc axit bất thường là 90%. Tuy nhiên ở bệnh nhân hen thì người ta nhận thấy độ nhạy của nó và độ đặc hiệu rất là thấp, độ khoảng 66%. Về vấn đề điều trị thì nếu mà hen có triệu chứng điển hình của gợt thì người ta điều trị PPI 2 lần một ngày trong 2-3 tháng kết hợp với thay đổi lối sống. Nếu thành công tức là cải thiện hen thì chúng ta giảm liều PPI, chúng ta có thể kéo dài hay ngưng. Nếu không thành công thì hen có thể không bị kích hoạt bởi trào ngược hoặc là thực sự cái trào ngược này chúng ta chưa kiểm soát tốt. Do đó có thể phối hợp thêm các bác sĩ về chuyên khoa tiêu hóa để chúng ta có thể kiểm soát tốt cái trào ngược. Còn đối với những trường hợp mà hen không có triệu chứng của gợt thì hiện nay vẫn không khuyến cáo sử dụng PPI. Em xin được kết luận, chẩn đoán gợt ngoài thực quản không đơn giản và phải loại trừ các nguyên nhân khác. Cái test PPI hiện nay vẫn là bước chẩn đoán đầu tiên, mặc dù là cái pH monitoring kết hợp với trở kháng vẫn là cái phương tiện hữu ích giúp xác định được cái mối liên quan giữa các triệu chứng ngoài thực quản với là trào ngược. PPI vẫn là thuốc điều trị chính của gợt ngoài thực quản với liều là 2 lần một ngày và thời gian thì kéo dài hơn, có thể tới 3 tháng hoặc hơn. Bài báo cáo của em đến đây là hết ạ. Em xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp và em xin hết. Xin cảm ơn chị Trần Thị Cánh Tường đã trình bày một bài báo cáo rất là chính xác, rất là hay về vấn đề được được ngoài thực quản là một vấn đề ít khi mà được đề cập tới. Sau đây là bài của tiến sĩ Đào Việt Hằng, trường Đại học Y Hà Nội, cập nhật các rối loạn nhu động đường tiêu hóa trên theo Chicago 4.0 và ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Xin mời chị Hằng. Dạ vâng, kính thưa các quý thầy cô và kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Sau đây thì em xin phép được trình bày về cập nhật các cái rối loạn nhu động theo cái phân loại mới Chicago 4.0 và quan trọng hơn đó là chúng ta sẽ ứng dụng trong lâm sàng các cái rối loạn nhu động này theo cái phân loại mới như thế nào. Thì đây là các cái phần trong bài trình bày sẽ được báo cáo, tức là liên quan đến chỉ định những điểm mới của phân loại này ứng dụng trong thực tế và tại Việt Nam thì chúng ta đã có những dữ liệu gì. Thì trước hết là về mặt cơ chế bệnh sinh thì các cái rối loạn nhu động của thực quản thì được hiểu là sẽ được chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất đấy là nhóm tiên phát. Nhóm tiên phát này thì sẽ bao gồm những cái rối loạn mà nặng nề như là co thắt tâm vị hoặc là tắc nghẽn đường ra thực quản hoặc là các cái tăng co bóp. Thế còn cái loại mà giảm co bóp thì chỉ trừ có mất hoàn toàn nhu động thực quản là sẽ được xếp vào nhóm nặng. Thế còn các cái rối loạn khác thì sẽ xếp vào nhóm nhẹ. Thế nhưng mà còn có một cái tình huống thứ hai chúng ta cũng có thể gặp. Đấy là các bệnh nhân mà có rối loạn nhu động thực quản thứ phát do những cái bệnh lý nền khác, ví dụ như là xơ cứng bì, đái tháo đường hoặc là các cái bệnh lý hệ thống. Năm 2020 thì Hội Tiêu hóa ở Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cái khuyến cáo liên quan đến việc là sử dụng các cái test thăm dò chức năng tiêu hóa như thế nào. Thì về các cái test mà đo pH trở kháng 24 giờ thì Phó Giáo sư Đức và Phó Giáo sư Tường cũng đã trình bày rất kỹ, chủ yếu là ở trong gợt. Thế còn đối với đo áp lực và nhu động thực quản thì nó sẽ được chỉ định khi mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có các cái rối loạn nuốt hoặc là khi mà chúng ta điều trị gợt nhưng mà không thấy cái đáp ứng tương xứng. Các bệnh nhân đến với triệu chứng của thực quản thì có thể được chia ra làm 3 nhóm chính.
Nhóm thứ nhất đấy là các triệu chứng mà liên quan đến trào ngược, thì cái thăm dò mà gọi là tiêu chuẩn vàng sẽ là đo pH trở kháng 24 giờ. Nếu không đáp ứng với điều trị PPI thông thường thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành đo HRM để loại trừ, đo áp lực nhu động độ phân giải cao, tôi gọi tắt là HRM, để loại trừ các cái rối loạn nhu động. Thế còn nếu như bệnh nhân đến ngay từ đầu đã có các cái triệu chứng mà liên quan đến tắc nghẽn, ví dụ như là nuốt nghẹn, nuốt khó, thì chúng ta sẽ chỉ định đo HRM trước. Và đối với những cái bệnh nhân mà triệu chứng không điển hình thì cũng được khuyến cáo là sẽ đo HRM trước. Đây là kỹ thuật mà chúng ta sẽ đặt một cái ống sông qua mũi vào thực quản và bệnh nhân sẽ nuốt nước. Sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá được cái áp lực ở trong lòng thực quản cũng như là áp lực của các cái cơ thắt thực quản trên và cơ thắt thực quản dưới. Trước đây thì các cái hệ thống đo truyền thống nó sẽ có từ 4 đến 8 cái kênh nhận cảm như thế này. Và cái kết quả hiển thị thì nó dưới dạng đường line giống như là đọc vào điện tim. Tuy nhiên thì từ năm 2012 thì đã có các cái hệ thống mà đo áp lực nhu động thực quản độ phân giải cao HRM với cái số kênh ở trên catheter nó rất là nhiều. Nó từ 16 cho đến 36 kênh tùy theo hệ thống. Và khoảng cách giữa các cái thụ thể gần như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được cái thay đổi áp lực ở trong lòng thực quản dễ dàng hơn. Và cái kết quả hiển thị thì nó sẽ dưới dạng bản đồ màu sắc. Chính vì vậy mà theo khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2020 thì chúng ta sẽ sử dụng cái đo HRM, tức là đo độ phân giải cao này, thay cho cái kỹ thuật đo áp lực truyền thống dưới dạng line. Và hình ảnh thu nhận của chúng ta sẽ là một cái bản đồ màu như thế này. Thì ở trên bản đồ màu này chúng ta sẽ đánh giá được cái áp lực của cơ thắt thực quản trên, áp lực của cơ thắt thực quản dưới và áp lực co bóp của các cái nhu động thực quản. Về mặt chỉ định thì chúng ta sẽ chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân có rối loạn nuốt, bệnh nhân gợt không đáp ứng với điều trị, bệnh nhân mà chuẩn, đặc biệt là một cái nhóm bệnh nhân trước khi mà chúng ta gửi bệnh nhân đi phẫu thuật thì chúng ta cần phải loại trừ là không có cái rối loạn nhu động, thì đây chính là cái phương pháp mà cần được chỉ định. Và nhắc lại một chút đó là về giống như là Phó Giáo sư Tường cũng có trình bày, tức là triệu chứng của gợt thì vô cùng là đa dạng và sẽ có rất nhiều những trường hợp mà ban đầu chúng ta chẩn đoán là gợt nhưng mà trên thực tế thì lại không phải, mà cuối cùng lại là co thắt tâm vị hoặc là viêm thực quản do nguyên nhân khác hoặc là các cái rối loạn chức năng. Vì vậy nên là khi mà đánh giá mà bệnh nhân có các cái triệu chứng này thì ngoài các cái phương pháp thông thường thì đối với cái phần mà rối loạn nhu động thì chúng ta nên sử dụng một cái công cụ, đó là đo HRM. Và theo các cái khuyến cáo mà liên quan đến chẩn đoán và quản lý gợt ý, thì cũng nhấn mạnh câu chuyện là HRM không phải đóng vai trò là chẩn đoán xác định đối với gợt, nhưng đóng vai trò trong câu chuyện là chẩn đoán loại trừ và sẽ được chỉ định nếu như mà bệnh nhân có chỉ định là mổ, hoặc là nếu bệnh nhân có triệu chứng ngoài thực quản, hoặc là khi bệnh nhân mà không đáp ứng với PPI. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng cần lưu ý, đấy là nó cũng có một số cái chống chỉ định. Ví dụ như nếu như mà chúng ta đã khẳng định hoặc nghi ngờ là có cái thật sự là có cái tắc nghẽn thực thể và không thể đặt được catheter thì chúng ta sẽ không thực hiện cái kỹ thuật này. Phụ nữ có thai hoặc là các cái bệnh lý nội khoa nặng thì chúng ta cũng không thể thực hiện được. Và bệnh nhân cần phải nhịn ăn ít nhất là 6 giờ. Và có một điểm lưu ý, đấy là chúng ta cần phải hỏi xem bệnh nhân có sử dụng các cái thuốc mà có thể ảnh hưởng đến cái co bóp của thực quản không. Ví dụ như là các thuốc chạy kênh canxi hoặc là các thuốc giãn cơ trơn, thì nếu có chúng ta sẽ phải cho bệnh nhân ngừng 24 giờ thì mới có thể tiến hành được. Phân loại Chicago là phân loại được sử dụng phổ biến để đánh giá các cái rối loạn nhu động thực quản. Và cuối năm 2020, đầu năm 2021 thì đã có cái phiên bản là Chicago 4.0. Tuy nhiên hiện nay trên thế giới thì hầu hết các đơn vị mà làm về nhu động, rối loạn thăm dò, rối loạn chức năng và nhu động đường tiêu hóa thì vẫn đang thông thuộc với phân loại Chicago 3.0. Thì trong cái phân loại Chicago 3.0 này thì sẽ chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm rối loạn nhu động nặng, bao gồm là co thắt tâm vị, rồi các cái co thắt tăng co bóp của thực quản và cái hội chứng là mất hoàn toàn nhu động thực quản. Thế còn rối loạn nhu động nhẹ thì làm nhu động của co bóp không có hiệu quả hoặc là nhu động thực quản bị ngắt quãng. Khi mà sử dụng phân loại 3.0 này trong thực hành lâm sàng thì trên thực tế chúng tôi sẽ làm gì? Thì khi mà nhận một cái kết quả bản đồ màu như vậy thì đầu tiên là chúng tôi sẽ đánh giá cái chức năng và hình thái của cơ thắt thực quản dưới. Sau đó thì chúng tôi sẽ đánh giá đến các cái kiểu hình cũng như là áp lực ống đẩy của nhu động thực quản. Thì đối với hình thái của cơ thắt thực quản dưới thì phân loại Chicago 3.0 chia ra làm 3 típ. Trong đấy cái típ mà có được coi là cái yếu tố nguy cơ bằng chứng ủng hộ của gợt, đấy là típ 3, khi mà cái khoảng cách giữa cơ thắt thực quản dưới và cơ hoành là trên 2 cm. Có một cái chỉ số vô cùng quan trọng trong đo HRM, đấy là chỉ số IRP4S.
thì cái chỉ số này là áp lực tích hợp khi nghỉ trong vòng 4 giây, có nghĩa là nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh cái khả năng mà cơ thắt thực quản dưới giãn ra, và cái chỉ số này sẽ thay đổi ở trong co thắt tâm vị hoặc là các cái rối loạn áp lực trương lực cơ của vùng cơ thắt thực quản dưới. Tuy nhiên thì có một điểm đáng lưu tâm, đấy là mỗi một hệ thống sẽ có một cái ngưỡng cắt off khác nhau. Ví dụ như là hệ thống mà chúng tôi hay sử dụng, đấy là hệ thống catheter bơm nước, thì cái ngưỡng cắt off của nó là 19mm thủy ngân. DCI là cái chỉ số để phản ánh cái khả năng co bóp của nhịp nuốt thực quản, và cái chỉ số này bình thường thì nó sẽ trong khoảng là 450 cho đến 5000. Nếu như mà dưới 450 thì là kém hiệu quả, dưới 100 thì là thất bại, còn trên 8000 thì là hiệu thực quản bị tăng co bóp. Đây là những hình ảnh chúng tôi đã tiến hành thực tế ở trên bệnh nhân, thì IRP4S của bệnh nhân này là thấp, tuy nhiên là 100% các cái nhịp nuốt thất bại, như vậy đây là cái hội chứng là mất nhu động thực quản hoàn toàn. Thế còn đối với AIM, tức là nhu động thực quản không hiệu quả, thì vẫn có nhịp nuốt, nhưng mà nhịp nuốt thì có áp lực nó dưới 450mm thủy ngân. Co thắt thực quản đoạn xa thì IRP4S bình thường, nhưng mà được đặc trưng là nhịp nuốt đến sớm. Thế còn thực quản tăng co bóp thì IRP4S bình thường, như chúng ta thấy là cái nhịp nuốt này, cái áp lực của nó rất là lớn, trên 8000mm thủy ngân trên nhân giây nhân cm, thì đây chính là thực quản rách Hammer. Trong co thắt tâm vị thì một cái điểm vô cùng quan trọng, đấy là cái chỉ số IRP4S này nó rất là cao. Chúng ta có thể nhìn thấy là cơ thắt thực quản dưới ở đây hầu như là không giãn ra, lúc nào cũng tăng áp lực. Và một cái điểm đặc biệt, đấy là dựa vào cái kiểu hình của nhu động thực quản thì sẽ được chia ra làm 3 tip. Tip 1 là mất hoàn toàn nhu động. Tip 2 là cái áp lực của thực quản tạo thành các cái cột dọc như thế này. Và ở tip 3 là sẽ thấy là đặc trưng là các cái nhịp nuốt nó đến sớm. Thế còn nếu như mà IRP4S cao nhưng mà lại không phân loại được nằm trong 3 tip trên thì nó sẽ nằm trong một cái hội chứng nó gọi là tắc nghẽn vùng nối dạ dày thực quản, EGG outflow obstruction. Vậy thì phân loại Chicago 4.0 có điểm gì mới? Thì so với Chicago 3.0 thì phân loại này có một số điểm mới. Thứ nhất là phân loại này bổ sung cái việc là chúng ta phải thay đổi tư thế bệnh nhân khi đo. Trước đây thì hầu hết các bệnh nhân khi mà đo có thể được tiến hành tùy theo chu sẽ được tiến hành hoặc là nằm hoặc là ngồi. Tuy nhiên theo phân loại này thì bắt buộc là bệnh nhân phải được tiến hành cả ở tư thế nằm và tư thế ngồi. Và việc thứ hai đó là phân loại này đề xuất cái việc là phải áp dụng các cái test đo gắng sức. Và điểm thứ ba là đã có một số thay đổi ở trong tiêu chuẩn chẩn đoán của một số hội chứng. Thì đây là một số cái hình ảnh ví dụ, đấy là ban đầu thì bác sĩ không thể phân biệt được cái này là mất hoàn toàn nhu động thực quản hay là co thắt tâm vị tip 1. Nhưng mà khi cho bệnh nhân làm cái test gắng sức ở đây là nuốt nhanh nhiều nhịp thì rất rõ đây là một cái trường hợp achalasia tip 1. Hoặc là một cái trường hợp mà ở trên đo ban đầu nuốt nhịp nuốt bình thường thì không thấy có gì bất thường. Nhưng mà khi mà sử dụng cái test gắng sức là ăn đồ ăn đặc ấy, thì thấy đây là một cái trường hợp mà tăng áp lực vùng nối rất là rõ. Như vậy về quy trình thực hiện theo Chicago 4.0 thì được chuẩn hóa bổ sung là sẽ phải tiến hành 10 lần ở tư thế nằm này và tối thiểu là 5 lần ở tư thế ngồi và bổ sung thêm các cái test gắng sức khi mà tiến hành. Thế về mặt phân loại thì so với phân loại Chicago 3.0, về nhìn chung thì chúng ta thấy là giống nhau, tuy nhiên là có một số cái điểm khác biệt, ví dụ như chúng ta không còn nhìn thấy phân loại cái dưới nhóm là thực quản check hammer, và chúng ta không còn nhìn thấy cái dưới nhóm là thực quản bị nhu động ngắt quãng nữa. Đối với cái tắc nghẽn đường ra thực quản thì yêu cầu là bắt buộc phải có các cái bằng chứng từ các cái test gắng sức để ủng hộ và phải có thêm các cái thăm dò khác. Và đối với cái thực quản tăng co bóp thì như đã trình bày, tức là sẽ không còn cái dưới nhóm check hammer ở đây nữa. Và đối với cái nhu động thực quản không hiệu quả IEM thì cũng có một chút thay đổi, đó là yêu cầu là phải trên 70% nhịp nuốt không hiệu quả hoặc là 50% nhịp nuốt thất bại. Vậy ứng dụng trong thực tế lâm sàng thì như thế nào? Thì trong thực tế lâm sàng chúng ta có thể chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đấy là những cái rối loạn liên quan đến tăng co bóp thực quản hoặc là tăng cái vùng nối dạ dày thực quản. Thì cái hay gặp nhất đó chính là co thắt tâm vị. Thì các khuyến cáo đều chỉ ra rằng cái việc mà mình phân tiếp co thắt tâm vị ở trên HRM ấy sẽ giúp cho cái việc chỉ định điều trị cũng như là tiên lượng. Thì theo đó tiếp 2 là cái tiếp mà đáp ứng với điều trị tốt nhất và tiếp 3 là tiếp khó điều trị nhất. Thì đây là những cái trường hợp trong thực tế lâm sàng chúng tôi đã gặp. Bệnh nhân đến với triệu chứng là nút vướng, nút khó, điểm S cực tại thời điểm ban đầu là 9 điểm. Kết quả nội soi là co thắt tâm vị và bệnh nhân này thì là achalasia tip 2 thì sau đó đã được tiến hành nong thực quản. Thế còn ở cái trường hợp này thì ban đầu bệnh nhân đến với triệu chứng giống y như là trào ngược.
tức là có cơn trào ngược, có cảm giác nút vướng, nút nghẹn ở cổ. Điểm Eckert ban đầu là 6 điểm. Kết quả nội soi tại thời điểm ban đầu thì thấy là chỉ có viêm dạ dày, tức là bị sót mất chẩn đoán co thắt tâm vị. Nhưng mà bởi vì không đáp ứng với PPI và vì có cái triệu chứng là nút vướng, nút khó, cho nên là sau đó bệnh nhân đã được đo HRM thì kết quả là achalasia type 2. Bệnh nhân ca lâm sàng thứ 3 đấy là một trường hợp mà bị trào ngược nôn, Eckert là 4 điểm. Và khi mà bác sĩ soi tiến hành thì thấy là có cái hình ảnh ứ đọng dịch ở trong thực quản rất là rõ. Thì nếu mà nhìn cái hình ảnh như thế này thì chúng ta sẽ rất dễ nghĩ rằng đây chính là co thắt tâm vị. Nhưng mà khi đo HRM thì trên thực tế đây là một trường hợp absent contractility, tức là mất hoàn toàn nhu động thực quản. Về tiếp cận các cái rối loạn co thắt thực quản thì nếu như bệnh nhân của chúng ta là type 1, co thắt tâm vị type 1, thì chúng ta có thể lựa chọn một trong ba phương pháp nong, mổ hoặc là POEM, thì không có sự khác biệt quá lớn. Type 2 thì sẽ được khuyến cáo là vì type 2 là cái type đáp ứng tiên lượng tốt nhất, cho nên là nên được chỉ định đặt nong trước. Thế còn đối với type 3 thì nên chỉ định là POEM. Với cái trường hợp mà không phân được type thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị nội khoa, đấy là dùng thuốc chặn kênh canxi trước. Về hiệu quả ngắn hạn thì tiêm botulinum và nong bóng là có hiệu quả tương đương nhau. Tuy nhiên là đối với nong bóng thì có cái hiệu quả kéo dài tốt hơn so với cái tiêm botulinum. Thế còn đối với phẫu thuật và POEM thì rất nên được chỉ định trong những cái trường hợp mà type 3, đặc biệt là POEM thì mình sẽ chỉ định với những cái trường hợp là type 3. Và ở đây thì nó sẽ có một câu chuyện, đấy là chúng ta lăn tăn về tỷ lệ gợt sau điều trị. Thì hiện tại vẫn còn khá nhiều tranh cãi về cái tỷ lệ gợt sau điều trị của POEM liệu có thật sự là cao hơn so với phẫu thuật hay không. Và nếu mà trong trường hợp tái phát sau mổ hoặc sau POEM thì chúng ta có thể cân nhắc tiếp. Có một số yếu tố chứng minh cái liên quan tương quan đến điều trị của các cái bệnh nhân co thắt tâm vị, đặc biệt là vấn đề tuổi và vấn đề phân nhóm típ ở trên đo HRM. Đối với tắc nghẽn vùng nối dạ dày thực quản thì như tôi có nói đấy là có sự tăng IRP4S nhưng mà nhu động thực quản còn bảo tồn, và nó có thể là một cái tình trạng ngoài cái câu chuyện là tiên phát sẽ tiến triển thành co thắt tâm vị thì nó cũng có thể gặp trong những trường hợp thứ phát, ví dụ như là ở trong các cái bệnh nhân mà viêm thực quản do tăng bạch cầu ái toan hoặc là sử dụng ở một số thuốc như là opioid. Đối với những trường hợp mà co thắt thực quản dưới hoàn toàn bình thường nhưng mà lại gặp hiện tượng là bị rối loạn cái nhu động của thực quản dạng tăng co bóp thì những cái trường hợp như thế này thật sự là về mặt cơ chế bệnh sinh là chưa rõ ràng, nhưng mà chúng ta có thể cân nhắc việc điều trị theo hướng là gợt nếu như triệu chứng điển hình của bệnh nhân là trào ngược, hoặc là điều trị chạy kênh canxi nếu như mà triệu chứng của bệnh nhân thiên về đau ngực hoặc là nút nghẹn. Đây là cái lược đồ hướng dẫn về điều trị các cái trường hợp DES, tức là những cái trường hợp mà tăng co bóp đoạn xa của thực quản khi mà cơ thắt thực quản hoàn toàn bình thường nhưng mà lại rối loạn cái nhu động ở cái vùng 1/3 dưới, thì cũng thống nhất với cái quan điểm như vậy. Nghĩa là nếu mà bệnh nhân mà có cái triệu chứng chủ yếu là trào ngược thì chúng ta vẫn điều trị theo hướng là trào ngược. Ngoài ra thì trong cái lưu đồ này có nhắc đến một cái phương pháp, đó là phương pháp FLIP, trong một vài năm gần đây cũng đã được áp dụng tại một số trung tâm lớn ở trên thế giới. Thế còn đến cái phần thứ hai, đó là phần rối loạn giảm co bóp của thực quản, thì sẽ có hai cái hội chứng chính chúng ta có thể gặp, đấy là mất hoàn toàn nhu động thực quản, và cái thứ hai đó là thực quản có nhu động nhưng mà co bóp không hiệu quả. Thì trên thực tế chúng ta sẽ rất hay gặp những cái trường hợp này dưới dạng đấy là bệnh nhân đến vì trào ngược hoặc bệnh nhân đến với những triệu chứng gần giống như là co thắt tâm vị. Khi mà bệnh nhân có những cái vấn đề như vậy thì cái tổn thương thường gặp là gì? Thì cái tổn thương thường gặp đấy chính là trào ngược, tăng cái thời gian niêm mạc thực quản phải tiếp xúc với axit bởi vì không có lực co bóp để tống cái dịch đó xuống nữa. Về mặt điều trị thì ngoài cái việc tối ưu hóa điều trị PPI thì ở đây các nhà nghiên cứu cũng rất quan tâm đến vai trò của prokinetic, bởi vì nếu mà mình nhìn dưới góc độ cơ chế bệnh sinh, bây giờ thực quản không bóp được thì liệu là khi mà mình sử dụng các cái thuốc prokinetic thì có cái tác dụng trong những cái trường hợp này không? Thì một số nghiên cứu cũng cho thấy là khi mà sử dụng prokinetic thì nó có cái tác dụng, đấy là nó tăng được cái trương lực của cơ thắt thực quản dưới, cũng như là ở đây có một cái tác dụng khá là hay, đấy là mozapride có một cái tác dụng, đấy là tăng được cái số nhịp nuốt thứ phát sau cơn trào ngược. Thì nhịp nuốt thứ phát sau cơn trào ngược có nghĩa là như thế nào? Thì trên cái đo pH trở kháng 24 giờ, đây là một cái cơn trào ngược, thì sau khi mà xảy ra cơn trào ngược này thì trong vòng 30 giây nếu như mà thực quản có một cái nhịp nuốt để đẩy cái cơn trào ngược này xuống thì mình sẽ gọi đây là cái nhu động thứ phát sau cơn trào ngược.
Trong một cái nghiên cứu mà chúng tôi đã tiến hành năm 2020 thì chúng tôi nhận thấy là khi mà so sánh giữa cái nhóm mà giảm nhu động thực quản với cái nhóm mà nhu động thực quản hoàn toàn bình thường ở trên bệnh nhân GERD ấy, thì thấy là ở cái nhóm giảm nhu động thực quản là cái tần suất mà xuất hiện cái nhu động thứ phát sau cơn trào ngược này nó thấp hẳn một cách khác biệt so với cái nhóm mà nhu động thực quản hoàn toàn bình thường. Một cái nghiên cứu của các tác giả Đài Loan thì cũng ghi nhận là khi mà sử dụng Prokinetic, ở đây là sử dụng Mozapride, thì nó có một cái tác dụng đó là nó tăng được cái tỷ lệ xuất hiện các cái nhu động thứ phát sau cơn trào ngược. Tại Việt Nam thì đây là cái số liệu chúng tôi tổng kết được năm 2019, chúng tôi tiến hành trên hơn 3.700 bệnh nhân, thì được đo HRM ấy, thì ghi nhận là cái rối loạn nhu động phổ biến nhất gặp ở bệnh nhân đấy chính là IEM, tức là nhu động thực quản co bóp không hiệu quả, và cái tỷ lệ mà mất hoàn toàn nhu động thực quản cũng không hề thấp, 4%, tức là cũng không hề là thấp ở trong cái dữ liệu này. Và các cái dữ liệu mà liên quan đến tình trạng tăng co bóp của thực quản thì nó chiếm tỷ lệ khá là thấp, ví dụ như co thắt tâm vị là 1%, tăng áp lực vùng nối thực quản 1%, hoặc là tăng co bóp đoạn xa thực quản là 2%. Và khi mà tiến hành tìm hiểu ở cái nhóm bệnh nhân co thắt tâm vị thì thấy là chúng ta cũng giống như là cái phân bố tỷ lệ ở các cái nghiên cứu trên thế giới, có nghĩa là cái co thắt tâm vị của chúng ta, cái type 2 là cái type phổ biến nhất. Khi mà tiến hành kỹ thuật này ở trên nhóm bệnh nhân có thoát vị hoành ở trên nội soi thì chúng tôi ghi nhận cái câu chuyện là ngoài cái thoát vị hoành ra ấy, thì cái nhóm bệnh nhân này có một đặc điểm, đó là trương lực cơ thắt thực quản dưới thấp, chỉ khoảng độ 4mm thủy ngân. Thì bình thường cái trương lực này nó phải được khoảng độ trên 10mm thủy ngân thì mới là ổn, là bình thường. Thế còn dưới 5mm thủy ngân là thấp. Như vậy là nó cũng có một cái sự liên quan giữa nhiều cái yếu tố khiến cho cái tỷ lệ trào ngược ở cái nhóm bệnh nhân này nó cũng cao hơn. Và đối với cái nhóm mà nhu động thực quản bị mất hoàn toàn ấy, thì chúng ta nhận là cái tỷ lệ viêm thực quản ở trên nội soi là khoảng độ gần 50%, và cũng có cái sự phối hợp nhiều cơ chế. Nghĩa là ở những cái bệnh nhân mất hoàn toàn nhu động thực quản này thì cái áp lực của cơ thắt thực quản dưới ở cái nhóm viêm thực quản thì nó cũng thấp hơn một cách có ý nghĩa so với cái nhóm không có tổn thương viêm trên nội soi. Ở cái nhóm bệnh nhân mà co thắt đoạn xa của thực quản thì cái nhóm này hai cái triệu chứng nốt nghẹn và đau ngực thì chiếm khoảng độ 40% và 30%, tuy nhiên là không có cái mối liên quan giữa cái tỷ lệ nhịp nuốt đến sớm với biểu hiện ở trên mức độ nặng ở trên lâm sàng của người bệnh. Tôi xin được kết luận bài trình bày của mình ở một số điểm chính như sau. Thứ nhất là cái rối loạn nhu động thực quản thì là một cái rối loạn mà cái cơ chế bệnh sinh khá là phức tạp, biểu hiện lâm sàng thì rất là đa dạng, tuy nhiên chúng ta có thể chia vào hai nhóm. Đấy là nhóm có biểu hiện trào ngược và nhóm có cái biểu hiện là tắc nghẽn. Và cái kỹ thuật đo áp lực nhu động độ phân giải cao thì đã được các hiệp hội khuyến cáo sử dụng để chẩn đoán và phân loại các cái rối loạn nhu động này. Cái điểm khác biệt chủ chốt của phân loại Chicago 4.0 so với cái phân loại mà chúng ta đang sử dụng đó là việc thống nhất quy trình là phải sử dụng ở trên hai tư thế, mình phải đo cả nằm cả ngồi cho người bệnh, sử dụng các cái test gắng sức, và cũng có một chút thay đổi liên quan đến tiêu chuẩn chẩn đoán của các cái rối loạn tăng co bóp cũng như là của IEM. Đối với cái tiếp cận điều trị của nhóm tăng áp lực vùng nối thực quản dạ dày thì hiện nay các khuyến cáo đã tương đối là rõ ràng, mình sẽ phân tip và mình sẽ sử dụng cái phân tip đó để lựa chọn cái chỉ định điều trị. Tuy nhiên là đối với cái nhóm mà giảm co bóp thực quản thì hiện nay vẫn còn tương đối là nhiều khó khăn, chúng ta chủ yếu vẫn là đang điều trị theo hướng của GERD và hiện tại thì vẫn chưa có sự đồng thuận và hướng dẫn cụ thể. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của các quý thầy cô và các quý đồng nghiệp ạ. Xin cảm ơn bài báo cáo của tiến sĩ Đào Việt Khang đến từ Đại học Y Hà Nội đã giới thiệu rất hay về cái đề tài đánh giá những cái rối loạn nhu động đường tiêu hóa theo phân loại mới của Chicago, từ đó đã có những cái ứng dụng cụ thể trong cái thực hành lâm sàng như điều trị nội khoa, can thiệp nội soi, nọc thực quản, bao âm hay là phẫu thuật. Tiếp theo xin giới thiệu tiến sĩ Phan Trung Nam đến từ trường Đại học Y Dược Huế sẽ trình bày về cái đề tài tối ưu hóa điều trị Helicobacter pylori.
Được, kính thưa quý thầy cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Sau đây em xin trình bày chủ đề tối ưu hóa điều trị Helicobacter pylori. Về nội dung chính thì các yếu tố ảnh hưởng đến điều trị, phác đồ hiệu quả điều trị lần đầu, điều trị sau thất bại và một số hỗ trợ điều trị. Về chẩn đoán và điều trị H. pylori thì trong một đồng thuận gần đây thì người ta bổ sung thêm hai nhóm, đó là bệnh nhân người có tiền sử gia đình loét dạ dày tá tràng và người sống ở trong gia đình mà có người nhiễm H. pylori thì cũng khuyến cáo chẩn đoán và điều trị. Và trong cái đồng thuận này người ta cũng khuyến là nên ngưng. Dường như bị cắt micro. À vâng. Đó, xin nhờ anh Nam. À vâng. Lại. Alo. À. Thì hiện nay thì trên thế giới có rất là nhiều khuyến cáo chẩn đoán và điều trị H. pylori của châu Âu, của Canada, Mỹ và châu Á. Tuy nhiên việc lựa chọn cái phác đồ điều trị hiệu quả thì tùy thuộc vào quốc gia, khu vực, đặc biệt là tình trạng đề kháng kháng sinh cao, phức tạp sẽ ảnh hưởng đến cái lựa chọn phác đồ điều trị. Chẳng hạn như đây là một nghiên cứu ở châu Á, Thái Bình Dương thì cho thấy cái tỷ lệ đề kháng 3 thuộc là clarithromycin, metronidazole và levofloxacin có xu hướng tăng cao. Và tương tự như vậy ở khu vực miền Trung Tây Nguyên thì tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao và đặc biệt là 3 đề kháng, tức là từ 2 kháng sinh trở lên, và cái tình trạng đề kháng kháng sinh nó có xu hướng tăng dần theo thời gian. Một báo cáo gần đây tổng hợp thì cho thấy là cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh ở Việt Nam lại mất tiếng nữa. Nghe thấy bị mất tiếng rồi. Alo. À vâng. Thì đây là một cái báo cáo tổng hợp về cái đề kháng kháng sinh ở Việt Nam thì cho thấy là đề kháng rất là cao, và đặc biệt là ba đề kháng và từ hai kháng sinh trở lên thì trên 48%. Thì với tình hình đề kháng kháng sinh như vậy thì việc lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp, đây là một cái lược đồ điều trị đầu tay, thì người ta khuyến cáo dựa vào cái test nhạy cảm hoặc là không có. Thì đối với trường hợp mà không có test nhạy cảm đánh giá nhạy cảm trước điều trị thì việc lựa chọn ở tình hình Việt Nam chúng ta thì chỉ có hai phác đồ có thể là hiệu quả, đó là phác đồ bismuth 4 thuốc và phác đồ rifaputin. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tình hình nhiễm lao rất cao, do đó cái phác đồ rifaputin khuyến cáo là không nên sử dụng. Như vậy là cái lựa chọn đầu tay ở tình hình Việt Nam chúng ta thì đó là phác đồ 4 thuốc bismuth 14 ngày. Thì đây là một nghiên cứu cho thấy là khi mà có kháng sinh đề kháng thì cái phác đồ giảm rõ rệt. Tuy nhiên đối với phác đồ bismuth 14 ngày thì hiệu quả nó rất là ổn định mặc dù có đề kháng kháng sinh. Ở miền Trung thì có gần đây có một số nghiên cứu thì cũng đã chứng tỏ là cái phác đồ 4 thuốc bismuth hiệu quả cho cái lần đầu và cho lần hai. Tương tự như vậy, một nghiên cứu ở miền Nam thì cho thấy cái hiệu quả của phác đồ 4 thuốc có bismuth hiệu quả rất cao, hơn 97%. Tuy nhiên cái phác đồ 4 thuốc bismuth có nhược điểm, đó là thứ nhất là nhiều tác dụng phụ, cách dùng khá phức tạp và bệnh nhân dễ không tuân thủ điều trị. Và nếu thất bại cái phác đồ này thì lựa chọn phác đồ tiếp theo sẽ rất là khó khăn. Do đó có một số lựa chọn khác, thứ nhất là thay đổi cái cách dùng để thuận tiện hơn, bệnh nhân sẽ tuân thủ hơn. Thứ hai là có thể bổ sung bismuth vào cái phác đồ 3 thuốc chuẩn. Và cái thứ ba là có thể điều trị theo hướng dẫn đánh giá nhạy cảm. Và cái thứ tư là có thể là sử dụng cái phác đồ 2 thuốc liều cao. Trước tiên thì đó là cách dùng. Đây là một nghiên cứu chứng tỏ
cái cách dùng 2 lần trong một ngày thì hiệu quả nó cũng không thấp hơn so với là 4 lần một ngày, và nó có ưu điểm đó là tỷ lệ tác dụng phụ nó ít hơn. Đây là một cái báo cáo tổng quan thì cho thấy là khi mà sử dụng bismuth 2 lần một ngày thì hiệu quả điều trị nó vẫn là rất tốt, và cái tác dụng phụ nó giảm hơn so với cách dùng 4 lần một ngày. Về bổ sung bismuth và phác đồ bá thuốc, đây là một nghiên cứu cho thấy khi mà bổ sung bismuth và phác đồ bá thuốc vẫn có clarithromycin thì hiệu quả nó tăng lên rõ rệt, đặc biệt là ở các chủng mà có đề kháng kháng sinh khi mà kéo dài 14 ngày. Cái biểu đồ thứ hai thì chúng ta thấy là khi mà phác đồ bá thuốc có metronidazole mà có bổ sung bismuth thì nó có hiệu quả rất cao và nó có thể vượt qua được cái đề kháng của metronidazole. Và cái hiệu quả này nó tăng lên từ 20-30% khi có đề kháng kháng sinh. Và đặc biệt đối với đề kháng clarithromycin thì hiệu quả nó vẫn là trên 90% ở cái khu vực có tỷ lệ đề kháng trên 40%. Thì đây là một cái nghiên cứu tổng hợp thì cho thấy là khi mà bổ sung bismuth thì hiệu quả nó tăng hơn so với không bổ sung bismuth với OL 3,55. Tương tự như vậy, một nghiên cứu cho thấy là ở vùng đề kháng clarithromycin cao hoặc là chủng đề kháng thì cái OE nó cũng tăng cao. Đây là một nghiên cứu mới ở châu Âu, đa trung tâm, đa quốc gia, sử dụng phác đồ bá thuốc chuẩn có bổ sung bismuth thì hiệu quả nó rất là tốt, với là PP là 93%. Và cho thấy khi mà kéo dài thời gian 14 ngày thì hiệu quả nó tăng lên. Và hiệu quả tăng lên khi mà cái PPI nó tăng lên gấp đôi. Và một điều khá thú vị đó là sử dụng bismuth 2 lần một ngày thì không thấp hơn so với 4 lần một ngày. Và sự tuân thủ của bệnh nhân thì cũng tương tự như khi dùng 10 ngày và 14 ngày. Đây là một nghiên cứu khác thì sử dụng phác đồ PPI, amoxicillin và metronidazole, gọi là amoxicillin liều cao tức là 3g một ngày, có hoặc không có bổ sung bismuth. Thì ở nghiên cứu này thì cho thấy việc không bổ sung bismuth thì nó vẫn không thấp hơn so với cái phác đồ này khi có bổ sung bismuth. Một số nghiên cứu thì người ta xem xét việc thay thế doxycycline cho tetracycline thì hiệu quả nó như thế nào. Thì đây là một cái nghiên cứu cho thấy khi mà thay thế doxycycline cho tetracycline thì hiệu quả nó thấp, và người ta khuyên là không nên thay thế doxycycline cho tetracycline. Về điều trị theo hướng dẫn test nhạy cảm, đây là một nghiên cứu đánh giá test nhạy cảm dựa vào đột biến điểm liên quan đến đề kháng clarithromycin và levofloxacin dựa vào cái DNA strip. Thì căn cứ vào cái đột biến liên quan đến đề kháng thì lựa chọn phác đồ có clarithromycin hoặc là levofloxacin hoặc là rifabutin. Thì hiệu quả điều trị rất là tốt, tỷ lệ đề trừ rất cao, gần 98% cho cả điều trị lần đầu và đã thất bại trước đó. Đây là một nghiên cứu khác so sánh giữa điều trị test nhạy cảm và kinh nghiệm, mà cái kết quả cũng cho thấy là điều trị theo test nhạy cảm thì hiệu quả cao hơn rất nhiều so với điều trị theo kinh nghiệm phác đồ bá thuốc chuẩn và phác đồ nối tiếp. Tiếp theo đó là phác đồ 2 thuốc liều cao PPI và amoxicillin. Đây là một nghiên cứu sử dụng cái liều amox 3g một ngày chia làm 4 lần và PPI thì gấp 3 lần bình thường. Thì cái tỷ lệ hiệu quả điều trị là rất tốt, với ITT là 91,7% và PP là 95,7%, mà đặc biệt là tác dụng phụ thấp, chỉ có 9,6%. Về tối ưu hóa dạ dày thì một cái PPI mới đó là BCAP là vonoprazan. Thì thuốc mới này có tác dụng ức chế tiết axit mạnh và tác dụng sớm, ổn định và kéo dài. Nó làm tăng hiệu quả điều trị H. pylori với phác đồ bá thuốc chuẩn, và đặc biệt nó có thể vượt qua cái đề kháng clarithromycin như trên biểu đồ chúng ta thấy. Hiệu quả khi mà có đề kháng kháng sinh nó tăng lên rõ rệt. Thì cái vai trò của vonoprazan trong việc trừ HP thì trong một nghiên cứu tổng hợp người ta thấy là khi mà sử dụng ba thuốc tức là vonoprazan, clarithromycin và amoxicillin thì tỷ lệ tiệt trừ chúng là 92%. Tuy nhiên khi sử dụng 2 thuốc là vonoprazan và amoxicillin thì tỷ lệ 80%,
Và như vậy người ta thấy rằng lợi ích thực sự của clarithromycin trong phác đồ này thì chỉ có 12% số bệnh nhân thôi. Như vậy là 88% số bệnh nhân còn lại là sử dụng clarithromycin không cần thiết. Do đó là cái lãng phí. Và điều này gợi ý trong cái phác đồ hai thuốc liều cao thay thế cái vonoprazan này cho PPI. Thì đây là một cái hướng nghiên cứu trong tương lai và hy vọng là sẽ có kết quả tốt hơn. Vấn đề điều trị khi đã thất bại thì như thế nào? Thì nguyên nhân chính là do đề kháng kháng sinh, việc tuân thủ thuốc của bệnh nhân và khống chế toan dạ dày không hiệu quả. Thì đầu tiên phải cần tìm hiểu cái dùng clarithromycin và levofloxacin. Nếu đã có tiền sử dụng rồi thì không nên dùng lại. Và vẫn khuyến cáo dùng lại amoxicillin và teraxilin. Cần phải tư vấn kỹ cho bệnh nhân về cách dùng và tác dụng phụ để bệnh nhân có thể tuân thủ. Khuyến cáo ở Mỹ thì người ta thấy rằng nếu thất bại phác đồ 4 thuốc có bismuth thì việc lựa chọn có thể là phác đồ 3 thuốc có levofloxacin hoặc là rifabutin, hoặc là hai thuốc liều cao PPI và MOX, hoặc là phác đồ 4 thuốc bismuth cải tiến. Và người ta khuyên sử dụng metronidazole liều cao từ 1,5 đến 2 gram một ngày để vượt qua cái đề kháng của vi khuẩn. Đây là cái tóm tắt của các khuyến cáo về cái lựa chọn phác đồ thứ hai sau khi thất bại. Thì đối với tình hình ở Việt Nam chúng ta thì nếu mà đã lựa chọn đầu tay phác đồ 4 thuốc bismuth thì cái lựa chọn thứ hai mà chúng ta không làm test nhạy cảm thì người ta khuyên là vẫn là phác đồ 4 thuốc bismuth. Tuy nhiên chọn cái kháng sinh khác và hoặc có thể là sử dụng phác đồ 2 thuốc liều cao. Thì như vậy khi mà để tối ưu hóa cái phác đồ lần 2 thì người ta khuyên thứ nhất là cái thời gian điều trị phải kéo dài 14 ngày. Liều PPI phải tăng cao lên gấp đôi và tăng liều kháng sinh lên. Và số lượng thuốc dùng cho cái phác đồ là phải cần phải 4 thuốc, có thể bismuth hoặc không bismuth. Và nếu trong trường hợp mà không có test nhạy cảm đánh giá thì khuyên là không nên dùng lại clarithromycin và levofloxacin nếu trước đó đã dùng. Về điều trị hỗ trợ thì người ta thấy probiotic làm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ so sánh với cái nhóm trứng, tức là nó làm tăng hiệu quả và giảm tác dụng phụ. Và người ta thấy trong nghiên cứu này thì các probiotic thì hiệu quả tương đương nhau và không cần phải phối hợp. Một cái nghiên cứu tổng hợp khác thì cho thấy khi mà bổ sung probiotic vào phác đồ 4 thuốc có bismuth thì là nó tốt hơn, tốt nhất. Và cái lactobacilli là cái thuốc là cái probiotic tốt nhất trong cái nhóm này. Một vấn đề quan tâm nữa đó là liệu khi mà điều trị HP thì cái ảnh hưởng đến cái ví dụ vi khuẩn chỉ đường ruột hay không? Thì các nghiên cứu gần đây cho thấy thì hiện tại việc điều trị HP thì an toàn, không ảnh hưởng dài hạn đến vi khuẩn chỉ đường ruột ở cả người lớn và trẻ em. Một vấn đề khác nữa đó là chi phí điều trị. Đây là một nghiên cứu so sánh chi phí điều trị giữa sử dụng phác đồ 4 thuốc có bismuth và hướng dẫn test nhạy cảm, tức là làm kháng sinh đồ trước khi điều trị. Thì người ta thấy rằng cái hiệu quả và độ an toàn thì nó tương đương nhau. Tuy nhiên cái phác đồ mà sử dụng theo kinh nghiệm 4 thuốc bismuth thì chi phí nó thấp hơn. Tóm lại, vấn đề điều trị tiệt trừ H. pylori là khó khăn và chưa có thuốc mới. Tình trạng đề kháng, kháng sinh cao và đa kháng. Hiện tại thì cái phác đồ 4 thuốc bismuth 14 ngày cho kết quả tốt nhất. Đó là lựa chọn đầu tay, ngay cả khi cách dùng đơn giản hóa, tức là 2 lần một ngày. Và có thể thay thế bằng phác đồ 3 thuốc chuẩn và bổ sung bismuth. Cần tư vấn kỹ để bệnh nhân có thể tuân thủ điều trị. Nếu sử dụng thì cần phải đánh giá đề kháng trước khi dùng clarithromycin và levofloxacin. Cần thêm nghiên cứu khẳng định hiệu quả phác đồ 2 thuốc liều cao. Và tất cả các phác đồ cần phải kéo dài 14 ngày. Có thể nâng liều kháng sinh số lần dùng để tăng hiệu quả điều trị. Và bicarb vonoprazan có tối ưu hóa pH dạ dày làm tăng hiệu quả điều trị. Và có thể bổ sung probiotic trong phác đồ 4 thuốc bismuth. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Cảm ơn anh tiến sĩ Phan Trung Nam đã trình bày
cập nhật điều trị Helicobacter pylori. Nó là một vấn đề rất là quan trọng mà chúng ta gặp phải hàng ngày. Cho nên là cập nhật về điều trị HP rất là quan trọng. Tiếp theo đây thì chúng ta tới phần thảo luận. Có rất nhiều câu hỏi đã được ghi trên màn hình, đã được đánh máy và ghi trên màn hình. Thì tôi đề nghị là mình chia ra làm 4 phần. Tức là đầu tiên là những câu hỏi đặt cho giáo sư Trung, Kiêu Sung. Thứ nhì là những câu hỏi đặt ra cho phó giáo sư Quách Trọng Đức và phó giáo sư Trần Thị Khánh Tường về GERD. Thứ ba là những câu hỏi đặt ra cho tiến sĩ Nho, Lê Viết Nho về hội chứng ruột kích thích, và tiến sĩ Đào Việt Hằng về các rối loạn nhu động tiêu hóa trên. Và thứ tư